giới vực tinh chủ giới thiệu vắng tắt. www.giaosushin.com một cái không hiểu tiểu tử. Nhưng lại có năng lực trên người siêu nhiều phân thân vũ trụ song song khác nhau. Mà năng lực kế thừa đều có thể trực tiếp sử dụng, giai đoạn đầu dựa vào huyển khải tăng phúc, hậu kỳ dựa vào thực lực bản thân, đánh ra một mảnh thiên địa. Tự thân tên là Linh Long. Mà hắn dùng các loại năng lực làm chuyện mình muốn làm nhất cuối cùng thành công. HTTPS, www.giaosushin.com Chương 1 Mộng lại huyễn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push Vì cái gì mỗi lần đều là như vậy mộng Vì cái gì đều sẽ bị giết chết Tình cảnh không giống nhau vẫn là Thật sự là đủ rồi Tôn Linh Thiên phiền não nói Tôn Linh Thiên bực bội chính là mỗi lần đều sẽ bị các loại quái vật tiên nhân có được các loại năng lực người giết chết. Những giấc mộng này hắn không biết đã làm bao nhiêu lần, đầu hắn chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng càng về sau càng cảm thấy suy nghĩ cực kỳ khủng bố. Hắn sợ thật sự loại nào mình sẽ chết. Tôn Linh Thiên còn nghĩ mình chưa kết hôn sao? Nữ hai tử cũng chưa từng hôn qua, thậm chí tay cũng chưa từng nắm qua, nhưng hắn lại không thể không tiếp nhận hiện thực, bởi vì hắn hiểu được chính mình rất kém cỏi mình chỉ là một cái mạng làm công cứ như vậy mỗi ngày gặp ác mộng bừng tỉnh chính là nghĩ những thứ này này không đồng hồ báo thức đi làm a à, lại đổ chung nữa tôn linh thiên càng phiền tôn linh thiên luôn muốn đè nén táo bạo tâm tình nói ra tai đứng lên đi nên đi làm hắn vừa rời giường vừa nghĩ những cái kia có không chính mình sau này tức phụ bộ dáng gì chính mình thích nữ thần có thể đuổi kịp sao liệu cô ấy có thích bản thân mình không cứ như vậy sốc nổi táo bạo rời giường, đi rửa mặt, đều phải chiếu rọi chính mình, ân. Cũng tạm được, rất đẹp trai. Tôn Linh Thiên vẫn có chút tự kỷ tồn tại, hắn ở trong một cái lầu bốn nhỏ, hắn ở lầu hai, phụ cận bán đồ ăn vẫn là rất nhiều, xuống lầu tùy tiện mua mấy cái bánh bao, liền cưỡi xe máy rất đẹp trai mua trên mạng đi làm. Công việc của Tôn Linh Thiên là làm biên tập viên, mặt khác chuyên gia đặc hiệu hắn cũng biết, coi như là một nghề nghiệp lương cao nhưng công ty anh tìm lại không được tốt lắm. Ông chủ áp bức rất, rất hung dữ, rất thích mắng nhân viên, nhưng anh hiểu mà. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu à. Chỗ tôn linh thiên làm việc cách ký túc xá của hắn không quá xa, hơn 5 cây số một chút là tới, trên đường cũng không kẹt xe, cho nên rất nhanh sẽ tới. Tôn Linh Thiên không thích ăn điểm tâm ở trong công ty, bởi vì như vậy ông chủ sẽ nhìn ngươi cơm nước xong, lập tức bảo ngươi tiếp tục làm việc, cho nên đều là kẹt một chút đi làm tan tầm nghỉ ngơi đều là kẹt một chút như vậy sẽ ít bị ông chủ kia mắng cứ như vậy ăn xong điểm tâm vào công ty trong nháy mắt đã đến giờ cơm trưa tôn linh thiên vừa thấy thời gian đã đến lập tức đi ngay mua cơm ăn thời gian cơm trưa cũng chỉ một giờ tôn linh thiên mỗi ngày giữa trưa đều sẽ ăn cơm trưa cầm laptop làm hắn muốn làm anime cứ như vậy anime làm tốt phát lên mạng vẫn là có chút người xem cũng không tệ lắm nhưng mỗi lần Tôn Linh Thiên ở một mình trong đầu đều sẽ xuất hiện rất nhiều hình ảnh, ảo giác nhìn thấy có một tiểu kim long bay bên cạnh Tôn Linh Thiên, giữa trưa hôm nay càng thêm rõ ràng, mỗi lần chạm vào phát hiện cũng sẽ không thấy đâu, trong lòng luôn cảm thấy mình sẽ không xuất hiện ảo giác gì đó. Cứ như vậy Tôn Linh Thiên vẫn nghĩ mãi không ra, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sau đó liền không nghĩ nữa. Về tới công ty, cứ như vậy làm đến giờ tan tầm, thấy thời gian đã đến, đang chuẩn bị đi ông chủ đột nhiên gọi hắn lại. Tôn Linh Thiên, tăng ca đi. Cậu tiếp khách hàng nói có vài thứ cần sửa chữa một chút. Cậu sửa nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của tôi. Tôn Linh Thiên rất bất đắc dĩ. Dù sao cũng là khách hàng mình tiếp không thể làm gì khác hơn là nói được. Trong lòng lại nói. Chậm trễ thời gian của anh. Chậm trễ anh đi quán ba chơi gái sao? Tuyệt, phải nhanh chóng sửa chữa đi cứ như vậy sửa chữa xong đã qua một giờ rồi tôi gửi video cho khách hàng sau khi khách hàng cảm thấy hài lòng nói với ông chủ một tiếng rồi đi xuống lầu cưỡi xe máy chạy đến nửa đường tôn linh thiên phát hiện phía trước có một cái động giống như tinh không cưỡi đến cái động xuất hiện trên đường giống như tinh không đúng lúc này một cái hấp lực đem tôn linh thiên hút vào sau khi hít vào phát hiện bên trong giống như vũ trụ tinh không đặc biệt đồ sộ mà đẹp mắt Lúc này có một con tiểu kim long ở sau lưng Tôn Linh Thiên nhìn hắn, Tôn Linh Thiên không hề phát giác, cảm thấy nơi này giống như mình mơ, Tôn Linh Thiên cảm giác rất quen thuộc, liền nghĩ đến, chuyên gia từng nói qua dự đoán tiềm thức của giấc mơ. Nhưng là Tôn Linh Thiên nhìn thấy một cái hắn quen thuộc nhất lại không tin đồ vật, đó chính là trong mộng, sở thường xuyên nhìn thấy mà mặt ở trên lưng linh long khải giáp triệu hoán khí, rất là buồn bực tại sao lại xuất hiện ở đây sau khi tiến vào tất cả đều là vũ trụ tinh không bộ dáng, chính mình lại còn có thể hô hấp bình đứng ở chỗ này. Đúng lúc này, hắn bị đánh ngất xỉu. Đánh ngất chính là tiểu kim long kia. Khi tôn linh thiên tỉnh lại, cảm giác thân thể rất chống đỡ, cảm giác muốn bạo thể, nhưng dần dần tiêu tan loại cảm giác này, tôn linh thiên phát hiện thân thể mình rất nhẹ nhàng, thân thể tràn ngập lực lượng. Hắn trong nháy mắt đứng dậy, nhảy lên vài cái, cũng vung nắm đấm vài cái phát hiện thân thể của mình cùng trước kia rất không giống nhau. Nhất thời rất kinh ngạc, không biết vì sao. Đúng lúc này, một con rồng nhỏ xuất hiện trước mắt ta. Bị tôn linh thiên giật nảy mình, theo bản năng tác một cái đi qua hô to. Về đúc xê cái đồ chơi gì? Thương mại dọa ta nhảy dựng lên, ồ, một con sâu giống rồng. Nhất thời tiểu kim long kia trực tiếp bay lên, tức giận mà ngạo kiều đáng yêu nói. Ngươi có phải hay không có bệnh a à? lão nương chính là có được tinh vực linh khí mạnh nhất trồng, hư. Thật sự là có mắt không nhận ra lão nương ta con rồng nhỏ này. Hư ngươi nhớ kỹ, ta mới vừa đem lực lượng truyền cho ngươi, ngươi còn cần, chậm rãi đi tăng cường chính mình, mới có thể trở nên mạnh mẽ. Bằng không về sau nơi này xuất hiện nguy hiểm, ngươi có thể bảo vệ không được ngươi cái gọi là nữ thần kia. Tôn Linh Thiên bối rối. Tiểu Long ngươi đang nói cái gì? Hoàn toàn nghe không hiểu cho nên ta hỏi ngươi vì sao ta tới đây, ngươi thật sự là rồng sao? Ngươi như thế nào nhỏ như vậy, giống như một con sâu lớn, ồ. Tiểu Kim Long ngữ khí lạnh khóc nói. Ngươi mới là đại trùng, ngươi vĩnh viễn đều là đại trùng, thật là, thật nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì khi đó ngươi muốn tự bạo, tự bạo coi như xong, như vậy trí nhớ của ngươi toàn bộ mất đi, tìm được chủ thể của ngươi, nhưng là ta cảm giác ngươi giống như choáng váng giống nhau. Ai hết thuốc chữa rồi? Tôn Linh Thiên lúc ấy liền bối rối. Cô ấy nói gì nữa? Hoàn toàn nghe không hiểu a, à, trong lòng liền nhớ kỹ. Giọng nữ. Thanh âm của Tiểu Long rất dễ nghe, chính là nàng đang nói cái gì? Hoàn toàn nghe không hiểu, không được, phải hỏi rõ ràng mới được. Tôn Linh Thiên nhìn qua cái kia Tiểu Long cẩn thận nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì tự bảo cái gì ký mây tìm được chủ thể của ta, còn nói ta choáng váng, còn nói hết cứu tiểu kim long bất đắc dĩ nhìn tôn linh thiên thả ra một đoạn hình ảnh đoạn hình ảnh này nói chính là có một bộ áo giáp màu vàng bị rất nhiều người vây quanh mà bộ áo giáp kia tụ tập một cổ năng lượng trong nháy mắt nổ tung trong nháy mắt có vô số tiểu kim cầu bay xa mà những tiểu kim cầu này bay đến các thời không khác nhau tinh vực lúc này có một thanh âm xuất hiện các ngươi đem ta bước đến loại tình trạng này chỉ là để cho lực lượng của ta sau này càng thêm cường đại hãy nhớ rằng, sau này ta sẽ trở lại, chính là lúc các ngươi bị diệt vong. Tôn Linh Thiên sau khi xem xong hiểu được một ít chuyện, hắn liền suy tư một chút hỏi. Vậy, áo giáp màu vàng tìm thư uyển chính là ta sao? Tiểu Kim Long gật đầu. Đúng vậy lúc đó còn không có sự tồn tại của ta, ta là sau khi ngươi kích nổ, Linh Long huyển khải khí kia, thai nghén ra Tiểu Long linh khí mạnh nhất như ta, hắc hắc. Tôn Linh Thiên suy nghĩ thật lâu, đúng lúc này, tiểu kim long bay tới gọi hắn một tiếng nói. Hắc, nhìn, lập tức đem tôn linh thiên gõ hôn mê. Tôn linh thiên nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng đã trải qua trước kia. Tôn linh thiên trong nháy mắt hiểu được rất nhiều chuyện trước kia. Hắn mơ thấy thực lực trước kia của mình, một chiêu có thể hủy diệt một tinh vực. Hắn không thể tin được đây là thực lực của hắn trước kia, hắn còn mơ thấy rất nhiều năng lực mà nhân vật trong anime mới có thể xuất hiện. Hắn trong nháy mắt hiểu được, thân phận của mình cường đại cỡ nào, lợi hại cỡ nào. Không có gì ngạc nhiên khi những con bọ nhỏ đó. Sẽ như vậy nói mình ngốc cái gì, nhưng là cho dù như vậy, Tôn Linh Thiên cũng là không quá có thể tiếp nhận những thứ này, bởi vì lần này lượng tin tức quá nhiều, hắn không thể tin được trước kia mình là như vậy cường đại, như vậy lợi hại. Chờ ngày hôm sau tỉnh lại. Hắn cho rằng những thứ này đều là hư ảo, nhưng là hắn thử, giống trong mộng giống nhau tụ hợp năng lượng biến thân linh long thời điểm trong một ý niệm trong lòng cảm nhận được lực lượng rất cường đại phần kia thuộc về mình vả lại mộng ảo không thể tin được là lực lượng của mình lúc này sau lưng xuất hiện một cái giống trận pháp ngang mặt long ấn xung quanh long ấn còn có tám loại nguyên kim mộc thủy hỏa thổ lôi băng phong mỗi một nguyên đều có kim long hình thức biên giới bao vây cứ như vậy từ sau lưng tôn linh thiên xuyên qua thân thể của hắn đến phía trước hắn sau đó biến mất hắn cúi đầu nhìn áo giáp trên người, rất quen thuộc mà lại không thể tin được, linh long huyển khải khí giống như mộng cảnh. Con đường sau này nên đi như thế nào? Tôn Linh Thiên hiện tại cũng rất mê mang, về sau hẳn là như thế nào đi con đường tương lai, trong lòng hắn có sợ hãi cảm cùng sợ hãi mất đi bên người đồ vật tâm lý xuất hiện. Chương 2 Kiên định Xuất phát Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, tại thời khắc tôn linh thiên mê mang, tiểu kim long xuất hiện. Nhìn tôn linh thiên trong lòng tràn ngập hy vọng nói. Hiện tại chỉ có ngươi có thể đi cứu những tinh vực kia sinh mệnh, ngươi không thay đổi lợi hại liền ngươi hiện tại sinh hoạt địa phương biến mất, ngươi kia người thích phỏng chừng cũng sẽ bị bọn họ tàn nhẫn sát hại, mảnh tinh vực này sẽ biến mất, ngươi xác định muốn tiếp tục như vậy sao? Tôn linh thiên sửng sốt một chút. À, ta còn có thể trải qua những thời khắc sinh tử kia, sinh tử ly biệt, tình huống tự sát sao? Lúc này tâm lý sợ hãi của Tôn Linh Thiên che kín toàn thân, Tiểu Kim Long đột nhiên cảm thấy đem trí nhớ trước kia thuộc về Tôn Linh Thiên, toàn bộ làm cho hắn rõ ràng là một sai lầm, sinh hoạt ở đây không có thời khắc đại chiến tinh vực giống như trước kia, hắn chỉ sợ không tiếp nhận được những lần chém giết sinh tử cùng sinh tử ly biệt kia, sinh tử lại kỳ tích sống sót, kinh nghiệm khủng bố như vậy. Tôn Linh Thiên lúc này nghe lọt theo lời Tiểu Kim Long, nếu như không đi trở nên mạnh mẽ, nơi này cũng sẽ bị lan đến chiến tranh cường đại như vậy, lấy thực lực tinh vực nơi này khẳng định gánh không nổi. Nhưng tâm lý Tôn Linh Thiên vẫn sợ hãi những thời khắc sinh tử kia, lúc mình từ quỷ môn quan đi tới. Hắn cảm giác mình không thoát khỏi những bóng ma này, hắn sợ hãi sợ hãi. Lúc này hắn đang nghĩ đến bảo vệ người mình yêu mến, người nhà, vẫn là sợ hãi những thời khắc sinh tử kia, cửa ải khó khăn này chỉ có thể dựa vào chính hắn vượt qua. Tiểu Kim Long ấy nấy nhìn Tôn Linh Thiên, Tiểu Kim Long đã không rõ nên làm như thế nào. Bởi vì nàng hiện tại tâm trí cũng liền mười mấy tuổi hài tử đồng dạng, chỉ là hiểu rõ một ít trên mạng video, hiểu rõ một ít nhân gian hiểm ác. Đúng lúc này, Tôn Linh Thiên trong đầu xuất hiện một người thanh âm, phát hiện thanh âm cùng chính mình giống nhau, hắn sửng sốt một chút, Tôn Linh Thiên nghe thấy người kia nói. Tiểu tử ngươi thế nhưng là bản thể A, à, chúng ta những này phân thân thể rất là hâm mộ khi chúng ta biết tiểu kim long kia tìm được bản thể chỗ chúng ta rất là vui vẻ rốt cục có thể kết làm một thể a à. phân thân thể thở dài một hơi nói ra ngươi biết không ngươi hẳn là xem qua bộ kia spider mang điện ảnh đi năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn nếu như không nói cái này năng lực của ngươi có thể bảo vệ người ngươi muốn bảo vệ ngươi sẽ lựa chọn lùi bước hay là tận hết khả năng của mình ngươi cũng nghĩ tới mảnh kia tinh vực có năng lực sinh vật có bao nhiêu đâu cho nên ngươi phải hiểu rõ, ngươi chỉ có thể cáo chính mình bảo vệ nàng cùng người nhà của ngươi những người đối với ngươi mà nói trọng yếu a." À. Phân thân thể nở nụ cười một tiếng. "Ngươi cảm thấy thế nào? Tập được năng lực phân thân thể của chúng ta ở tinh vực khác cao cấp nhất, cùng ngươi hòa làm một thể, tự như ngươi xem những anim kia, ngươi ảo tưởng những năng lực kia đều sẽ có thậm chí nhiều hơn, chỗ của ta cũng chính là một trong những nhân vật ngươi thích nhất, ta hiện tại chính là cái này thời không tinh vực đỉnh." ta ở thời không là đấu khí tinh vực. Đây chẳng phải là hỏa liên gì đó ta cũng có thể dùng, nhưng muốn cùng các ngươi hòa làm một thể, chẳng phải là cuộc sống của các ngươi không phải đã mất sao. Phân thân thể cười nói. Chúng ta vốn là một thể, ta cũng đã quen cô độc rồi, ta mở đầu, chúc ngươi thực lực đại trướng, tiếp lấy đi. Tôn Linh Thiên cảm nhận được thương cảm, nhưng cũng cảm nhận được quyết tâm phân thân muốn trở về cứ như vậy trên đỉnh đầu tôn linh thiên xuất hiện một cửa động giống như tinh không, cửa động kia xuất hiện một thân thể trong suốt mặt trang phục cổ phong, đối đầu với tôn linh thiên chậm rãi rơi xuống vị trí cổ, thân thể từ trong cửa động 180 độ giống như hình quạt trùng hợp với tôn linh thiên, trong nháy mắt tôn linh thiên cảm nhận được lực lượng trước nay chưa từng có, lực lượng thuộc về mảnh tinh vực kia. Khi tôn linh thiên mở mắt ra lúc, trong mắt chỉ có kiên định, bởi vì hắn cảm nhận được khác phân thân thể giống nhau tín niệm đó chính là bảo vệ người quan trọng của mình cố gắng trở nên mạnh mẽ kiên định đi tới thời khắc đỉnh cao tin tưởng chính mình mỗi phân thân thể đều nói một câu ngươi là người có thể kháng địch mười mấy đại thế lực mạnh nhất ngươi trước kia mạnh bao nhiêu ngươi hẳn là vừa rồi tiểu long cho ngươi xem bộ phận ký ức trước kia của ngươi nhớ kỹ ngươi còn phải bảo vệ thứ ngươi cần bảo vệ chúng ta vẫn luôn ở đây cần lực lượng gì tự mình lấy chúng ta vốn là một thể cuối cùng tập thể nói một câu. Tinh vực linh chủ cuối cùng sẽ trở về. Tôn linh thiên hiện tại đã nghĩ rõ ràng. Thậm chí có chính mình sợ ảo tưởng lực lượng, hắn cũng rõ ràng cái khác tinh vực một ít thế lực năng lực, hắn mặc dù có loại giác ngộ này, nhưng là trong lòng phần kia sợ hãi vẫn tồn tại. Về phần bộ dáng trước kia của hắn, giống như dết chóc linh chủ, hung sát giống như tinh không linh thú. Tinh không linh thú trong vũ trụ tự thân thai ngén ra vết chóc máy móc giống như linh thú, chuyên môn phá hủy những năng lực kia đang cuộc khởi tinh vực cùng tinh cầu. Thân thể do dự tinh không như lóe ra, có đầu rồng bộ dáng, thân hình to lớn, giống như người đứng thẳng, ngực có thể hấp thụ hà đông tây Hắc động, sau lưng có một đôi cánh màu, có thể xé rách không gian móng vuốt, tiểu kim long. Ngươi hẳn là rõ ràng ngươi về sau nên làm như thế nào đi, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ ngươi đi theo ta, tôn linh thiên nhìn giống nàng, đi nơi nào tiểu kim long. Đương nhiên là đi không gian của ngươi rồi, linh thiên, đến đây đi, lúc này tiểu kim long bay đi trước mặt, xuất hiện một cái tinh không thông đạo, nàng bay vào, tôn linh thiên cũng đuổi theo đi vào thông đạo kia. Sau khi vào bên trong, tôn linh thiên phát hiện không gian bên trong và cửa động giống như tinh không kia, tự như vũ trụ tinh không. Tiểu kim long Nơi này chính là không gian thuộc về bộ áo giáp này của ngươi, cũng là không gian độc thuộc về một mình ngươi, bởi vì ta là linh thực do bộ áo giáp này thai ngán ra, cho nên ta cũng có thể đi vào, phương diện này ta cùng ngươi đều có thể, lấy ý niệm huyển hóa ra vật thể ngươi muốn gì gì đó, tôn linh thiên thử áo tưởng, hắn tưởng tượng tình cảnh ở địa cầu nhìn bầu trời ban đêm, xung quanh biến thành. Nơi hắn thường lui tới, còn có nơi hắn thường xuyên nhìn thấy bầu trời đêm. Tiểu Kim Long Cũng không tệ lắm. Rất biết thưởng thức, nhưng bây giờ chúng ta bắt đầu huấn luyện đi tôn linh thiên. Ngươi không có tên sao? Tiểu Kim Long. Ta không có tên, hơn nữa thai ngán ra ta, ta liền bắt đầu tìm ngươi tôn linh thiên. Cũng đúng, vậy ta đặt cho ngươi một cái tên đi. Tiểu Kim Long. Được. Được. Nghe cho rõ đây, nếu không ta sẽ gõ ngươi. Tôn Linh Thiên. Ừ, còn muốn gõ, có tin ta gõ ngươi hay không, vậy ngươi gọi là Linh Nhi. Ngươi xem thế nào? Tiểu Kim Long. Linh Nhi sao? Được. Vậy ta gọi là Linh Nhi, hắc hắc. Tôn Linh Thiên. Không gian nơi này là cấm sao? Tại sao những tinh cầu kia đều bất động, tinh điểm cũng không lóe lên? Linh Nhi. Tự nhiên là đình chỉ, nhưng là bên ngoài thời gian vẫn là bình thường vận chuyển, nơi này chỉ là cái chứa đựng không gian, nhưng là sinh vật gì đó có thể ở chỗ này sinh hoạt đây chính là ngươi cùng cái khác huyển khải bất đồng một đặc điểm, dù sau này bộ huyển khải là vũ trụ thai ngán ra, cũng chỉ có ngươi có thể sử dụng cùng khống chế, tôn linh thiên. Như vậy a à, xem ra mình trước kia thực lực rất là cường đại a à, vậy bắt đầu ngươi nói huấn luyện đi. Huyển khải linh long cái tên này là chính ngươi lấy, mà bộ áo giáp này tính năng, so với những người khác chế tác huyển khải khải mạnh hơn nhiều, nói những lời này, bên cạnh linh nhi xuất hiện một cái biểu hiện chính là bộ này linh long áo giáp hình ảnh. Linh Nhi Lực phòng ngự là do thực lực bản thể của ngươi để tính toán, thực lực của ngươi càng mạnh, phòng ngự càng mạnh, đương nhiên, linh long này bộ huyễn khải năng lực đều so với những người khác chế tác mạnh hơn mấy chục lần. Tìm thư quyển www.giaosusun.com www đây cũng là vì cái gì, những cái khác tinh vực người vây công ngươi một trong những nguyên nhân, cũng bởi vì ngươi bộ huyển khải này, bọn họ đều muốn có được bộ huyễn khải này, để cho mình trở nên lợi hại hơn. Tôn Linh Thiên, như vậy sao? Quả thật năng lực Huyễn Khải này quá mức biến thái, cũng chỉ có lực phòng Ngự cường hãn sao? Bộ Huyễn Khải này so với những người khác chế tác mạnh hơn mấy chục lần, tự nhiên năng lực khác cũng siêu cấp cường hãn, nhưng là nó có một loại năng lực là cái khác Huyễn Khải không có, đó chính là Nguyên cường hóa. Tôn Linh Thiên, Nguyên cường hóa, đó là cái gì? Linh Nhi, Nguyên chính là trong tự nhiên năng lượng, chính là ngươi tụ hợp huyễn khải thời điểm, sau lưng xuất hiện cái kia tám loại năng lượng, ngươi liền vĩnh viễn tám loại bổn nguyên nguyên tôn linh thiên, chính là kim mộc thủy hỏa thổ lôi băng phong, tám loại năng lượng này sao? Linh Nhi, mà bản nguyên là sau khi mình hấp thu bản nguyên tinh thể, chậm rãi tu luyện mới có thể trở nên mạnh mẽ, mà huyễn khải linh long lại có thể cường hóa nguyên lực, làm cho nguyên lực của ngươi trở nên rất mạnh thậm chí ngươi vừa đạt được là có thể dùng. Tôn Linh Thiên. Mạnh như vậy a, à, siêu khốc. Quả thực chính là thần khí treo ngoài. Linh Nhi, ta đem một ít ngươi hiện tại có thể học vận dụng nguyên phương pháp nói cho ngươi, ngươi trước luyện đi, mau chóng để cho ngươi trước kia thực lực tu luyện trở về, ta cảm giác có một loại chiến đấu muốn tới, ngươi phải mau chóng. Tôn Linh Thiên. Được. Vậy bắt đầu đi. Cứ như vậy Linh Nhi đem rất nhiều phương pháp vận dụng nói cho Tôn Linh Thiên hiện tại, sau khi hắn tan tầm liền bắt đầu, cứ như vậy một tháng trôi qua. Hắn nắm giữ rất nhiều phương pháp sử dụng vận dụng nguồn, còn có một ít năng lực khác. Ngay tại Tôn Linh Thiên tu luyện xong từ Linh Thiên đi ra, hắn cảm giác được mảnh tinh vực này có một cổ năng lượng ba động xuất hiện. Hắn lập tức thuấn di qua mái nhà, nhìn về phía tinh không. Cái gì vậy? Chương 3 Mệnh quyết tâm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, nhưng vào lúc này trong tinh vực chỗ tôn linh thiên xuất hiện một cái truyền tống tinh động, trong tinh động chậm rãi bay ra một chiếc phi thuyền, lúc này, một vị hắc long trên phi thuyền mở miệng nói chuyện. Chúng ta đây là truyền tống đến nơi nào? Tử bức. Ta hoài nghi chúng ta đã truyền tống đến, mảnh kia biến mất loại nhỏ tinh vực, trong truyền thuyết lần đại chiến kia, không phải bởi vì cái kia gọi là Linh Long, phỏng chừng mảnh này khu vực đã sớm bị chiếm lĩnh. Mặt xa Lần này xuất hiện ở khu vực này, nhất định phải bắt được nó, như vậy chúng ta sẽ giàu có. Hắc Long Đừng nóng vội, xem khu vực này rốt cuộc có người sống sót hay không. Xem còn có sinh vật cường đại nào khác ở khu vực này không. Tử bức Một tiểu đội khởi động dò xét, xem có sinh vật cường đại nào tồn tại trong khu vực này không tiểu đội trưởng nham sinh. Được, bức tướng, ta lập tức dò xét khu vực này rốt cuộc có sinh vật cường đại hay không. Hắc Long lại xa xa nhìn tinh cầu màu lam thẳm kia. Tôn Linh Thiên. Chúng ta có muốn đi xem không? Tôi cảm thấy không ổn. Linh Nhi. Ta cảm giác có dự cảm xấu, nhưng vẫn nên đi xem cho thỏa đáng. Ngươi mau tập hợp huyển khải, chúng ta đi xem. Tôn Linh Thiên gật đầu, ý niệm vừa mở ra, tôn linh thiên lăng không mà lên dưới chân xuất hiện một phù trận rất lớn ở giữa có một ấn ký của rồng cạnh ấn ký của rồng có tám loại nguyên mỗi loại nguyên lần lượt đặt ở cạnh ấn ký của rồng sau đó cạnh có tám vòng tròn giống như vòng tay tôn lăng thiên hô to tụ hợp ngay lập tức tám vòng tròn giống như vòng tay quay ở giữa long ấn phù chính cấp tốc xoay tròn một trận quang mang sau quang mang phù trận biến mất xuất hiện ở trên không trung chính là một ảo khải có tám mặt rồng sau lưng có một cái áo choàng màu vàng viền bạc mặt trên áo choàng rõ ràng là chữ linh còn có dấu rồng ở phía trên áo choàng che lưng cũng có một chữ lông màu vàng hai vị trí dựa vào vai hai bên đều có bốn cái sừng nhọn càng hướng lên trên càng lớn càng dài cực kỳ uy linh như là ban ngày mới có thể khiếp sợ rất nhiều người nhưng này đã là rạng sáng cho nên cũng là rất mạnh ánh sáng và dây liền mất chỉ là có người khác biệt lấy đâu ra ánh sáng Huyễn Khải Linh Long tên khác. Cửu Long Linh Long Khải. Mũ giáp là lấy đầu rồng biến ảo, đầu rồng giáp ngực biến ảo xuống dưới, đầu rồng giáp vai biến ảo ra ngoài, đầu rồng giáp tay biến ảo về phía tay, đầu rồng giáp chân biến ảo về phía chân, con rồng cuối cùng dung hợp với bản thể Tôn Linh Thiên. Đầu rồng đều là màu vàng bạc, những bộ phận khác không có đầu rồng đều là thanh vàng dài, truyền lại vị trí của từng đầu rồng, phần còn lại màu đen ảo khải linh long duy nhất có thể tụ hợp chỉ có tôn linh long, cũng chính là tôn linh thiên. Tôn linh thiên Nhìn ảo khải trên người cực kỳ rung động, đây chính là ảo khải linh long sau khi hoàn toàn dung hợp sao. Linh nhi Không sai, về sau thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, bộ huyễn khải này ngươi sẽ phát huy ra lực lượng càng ngày càng mạnh, chúng ta đi xem đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôn linh thiên Được Chúng ta đi Tôn Linh Thiên mỗi giây một km tốc độ, bay về phía, xuất hiện có dị tượng năng lượng địa phương, chờ sắp đến tinh cầu này về tinh dò xét thời điểm, hắn mở ra ẩn nút. Khi Tôn Linh Thiên bay lên mặt trăng, hắn phát hiện bên cạnh thổ tinh có một phi thuyền. Tôn Linh Thiên hiểu được, đó là sinh vật của tinh vực khác. Tôn Linh Thiên lập tức bay về phía chiếc phi thuyền kia, hắn lập tức bay về phía cách phi thuyền còn khoảng 100 km, phi thuyền dò xét phát hiện hắn nhưng khi tôn linh thiên nghĩ đến những hồi ức khủng bố kia, tâm lý sợ chết của hắn đã xuất hiện. Đúng lúc này trên thuyền Hắc Long lập tức ra lệnh, phái đội hai đi tiêu diệt tôn linh thiên, tôn linh thiên còn đang sợ chết, phi thuyền của Hắc Long. Phi đội 50 người bay ra, lập tức bay về phía tôn linh thiên. Tôn linh thiên nhìn thấy có 50 người xông tới thời điểm, theo bản năng liền muốn rời đi, đúng lúc này, hắn nghĩ tới. Có phải còn có đường điều tiết hay không? nhưng khi hắn nhìn thấy 50 người cầm vũ khí xông về phía hắn, hắn có chút cảnh giác mở ra công năng phòng ngự của huyễn khải. Khi đội ngũ 50 sau khi nhìn thấy tôn linh thiên, phát hiện hắn cũng không có động tác gì, lập tức dơ lên đâm kiếm thương, tiêu hao quan năng thạch sử dụng, nhắm ngay tôn linh thiên. Hắc Long lúc này hạ lệnh, sau khi tiến vào tầm bắn lập tức bắn chết. Linh Nhi cảm nhận được sát cơ. Hắn lập tức nói cho Tôn Linh Thiên, bọn họ muốn chuẩn bị săn giết ngươi, Tôn Linh Thiên có chút sợ hãi mở ra phòng ngự. Khi tiểu đội 50 kia tiến vào tầm bắn, lập tức mở ra bắt đầu công kích. Tiểu đội 50 đánh tới phòng ngự của Tôn Linh Thiên, chỉ khiến Tôn Linh Thiên lui về phía sau một ít, tiểu đội trưởng lập tức bẩm báo với Hắc Long, không thể tạo thành thương tổn đối với Tôn Linh Thiên. Hắc Long rất là khiếp sợ, không nghĩ tới khu vực này còn có cường giả bực này. Hắc Long lập tức ra lệnh cho tử bức tiến đến đánh chết tôn linh thiên phát hiện những người đó không hề công kích liền nhìn về phía bọn họ rất nghi hoặc ngay tại thời điểm hắn nghi hoặc phía sau những người đó xuất hiện một người giống như dơi xông về phía bên này người kia trên người mặc một bộ huyễn khải màu tím khi linh nhi nhìn thấy người này lập tức nghĩ đến bức chủ tinh vực lúc ấy vây quét tôn linh long linh nhi lậu bầu chẳng lẽ đây là hậu duệ của bức chủ tinh vực lúc ấy hay là tộc nhân tôn linh thiên vẫn nghe thấy cái gì? Đây là hậu duệ của kẻ thù. Sợ hãi trong lòng ít đi rất nhiều. Tử bức. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là cường giả phương nào, ngươi hôm nay phải chết, mảnh tinh vực này là của chúng ta. Tôn Linh Thiên. Ngươi nói là của ngươi chính là của ngươi, thật sự là càng rỡ. Tử bức. Ngươi ở đây nói mạnh miệng thật sự là khôi hài đâu ha ha ha, khi chiếm lĩnh mảnh tinh vực này, bên này sinh vật sẽ đều đối với chúng ta mã thủ xưng thần, chúng ta gọi bọn họ cái gì bọn họ liền muốn làm cái đó. Không làm liền giết. Lão tử hiện tại liền giết ngươi. Đi chết đi. Con dơi tím cầm đao trảm mã bổ về phía tôn linh thiên, lưỡi dao này có vị trí của một con dơi, từ đó có thể thấy được năng lực của con quái này đều là dơi. Tôn linh thiên hạ quyết tâm, tay phải ngưng tụ long khí, đối xung như đao thức bổ xuống, đúng lúc này, xung lực của hai bên. Khiến cho xuất hiện. Sống xung kích khổng lồ. Cho đội 50 người rút lui. Cuối cùng Tôn Linh Thiên lùi lại mấy trăm mét, mà tử bức chỉ lùi lại hơn 10 mét. Tay Tôn Linh Thiên chấn đau thật lớn, tử bức rất buồn bực, nếu có thể đỡ được một kích này của hắn. Tử bức. Hảo tiểu tử, có chút thực lực. Tôn Linh Thiên nhỏ giọng nói. Làm sao có thể, thậm chí có loại thực lực này chỉ lùi lại hơn 10 mét, đây là tình huống gì? Linh Nhi Cũng có thể triển khai linh thực xem hắn mở ra năng lực gì? Tôn Linh Thiên mở ra linh thực, nhìn thấy vực của tử bức, Tôn Linh Thiên lập tức ý thức được, nguyên lai là mở vực người này thực lực rất mạnh, dĩ nhiên mở vực, khi Tôn Linh Thiên nghe được những lời này của tử bức. Trong lòng của hắn không hề sợ hãi tử vong, chỉ có chém giết, diệt tử bức bảo vệ người hắn muốn bảo vệ. Tôn Linh Thiên nâng tay phải lên, bàn tay từ mặt sau chậm rãi xoay tròn về bên phải hơn nửa nâng cánh tay lên. Sau khi cánh tay nâng lên song song, bàn tay hướng lên trên, lập tức nắm chặt bàn tay, hô to một tiếng, linh vực, ta chính là tinh vực linh chủ của mảnh tinh vực này. Tử bức gì biệt không nghĩ tới người này cũng có vực, lập tức hô to, tử vân bức khí trảm. Tôn linh thiên lập tức chân phải hướng về phía sau, cúi người xuống, tay phải tiếp lực về phía sau, hô to nguyên phá nhất thời năng lượng của hai người xông về phía đối phương khi va chạm trong nháy mắt đã xảy ra một vụ nổ lớn sau khi năng lượng vọt vào phát hiện hai người nhìn giống nhau hai bên nhìn nhau hai giây trong nháy mắt lại xông về phía đối phương tử bức cầm bức giựt trảm đau, tôn linh thiên chỉ dựa vào tay không song phương công kích thăm dò phòng thủ lẫn nhau chính là đánh tới đánh lui mấy chục hiệp như vậy cánh tay tôn linh thiên đã bị chấn động tê dại tử bức cười nhìn về phía tôn linh thiên. Không có vũ khí thì sao? Tử bức lại nghĩ trong lòng. Ảo khải của người này lực phòng ngự rất mạnh a, à, nếu có thể ngăn cản bức giật trảm đau của ta, khi ta giết ngươi, chữa trị huyễn khải của ngươi, cho ta sử dụng, thực lực của ta chắc chắn sẽ tăng mạnh. Tôn Linh Thiên cười khổ nói. Cũng chỉ gãi ngứa mà thôi. Ngươi cũng không được tốt lắm. Trong lòng Tôn Linh Thiên khổ sở không chịu nổi nói mu bàn tay cùng mặt sau ngón tay có vảy rồng biến ảo bảo vệ móng tay, đã sớm phế đi. Tử bức. Hừ, vậy coi trọng chiêu này. Trong nháy mắt bên người tử bức tụ tập rất nhiều khí đen, hắn nhất thời hô to, ám ma ảnh phá. Nội tâm tôn linh thiên cay đắng không chịu nổi, hắn trong nháy mắt nhớ tới một trong những chiêu thức linh nhi dạy hắn, nhất thời bàn tay tôn linh thiên hướng về hai bên. Giống như lông trảo chi thức, chung quanh tay lập tức có lông trảo quan ảnh hiện ra, Hô to một tiếng, Long Nguyên quyết phá tinh thức, lập tức Long Trảo hướng chân thả xuống, bay lên một khoảng cách nhất định, hữu trảo nâng lên đến đầu bên phải, tả trảo duỗi thẳng tướng mạo tử bức, hô to. Đi chết đi. Cứ như vậy song phương đối đầu, tử bức. Không có vũ khí ngươi chỉ có thể là thua. Ha ha ha, Tôn Linh Thiên. Thật sao? Có thể thực lực mới là đạo lý cứng rắn nhất, vũ khí chính là phụ trợ mà thôi. Tôn Linh Thiên hiểu được vũ khí rốt cục có bao nhiêu, bởi vì thực lực của đối phương cùng hắn không kém nhiều lắm, Tôn Linh Thiên chỉ là cố gắng chống đỡ. Bản thân hắn rất rõ ràng, hắn ủng hộ không được bao lâu. Cho dù như vậy, tìm thư uyển về đúc về đúc về đúc. Giao su xu xuyên. Còn hắn cũng phải dốc hết toàn lực. Hắn đã giác ngộ mệnh, sớm muộn gì cũng phải chết, cần gì khúng núng trốn tránh, còn không bằng trực diện sợ hãi, làm đúng chuyện, bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Tử bức. Đi chết đi, năng lực của ngươi còn chưa đủ. Tôn linh thiên giác ngộ đã đủ rồi. Nhưng thực lực lại không đủ, rõ ràng bị chấn ra ngoài vài km. Bởi vì mở lên vực, cho nên trọng lực không bị ảnh hưởng. Có thể đứng vững như đất bằng, khi hắn đứng lên, vừa vặn hướng về hành tinh hắn sinh sống, trong nháy mắt hắn nhớ tới những người cần bảo vệ, những người rất quan trọng đối với hắn hắn hiểu được hiện tại nằm xuống không phải lúc nhưng là thân thể của hắn đã bị chấn đến toàn thân trọng thương cuối cùng ho ra máu cũng bị huyễn khải hấp thu tôn linh thiên nghĩ tới cái kia tại đấu khí thế giới phân thân thể hắn có thể dùng cái kia phân thân thể năng lực hắn nghĩ tới linh nhi nói cho hắn bộ huyễn khải này có thể đem nguyên cường hóa mấy chục lần trong đó vừa vặn có một bộ công pháp là về lôi còn có phong cùng hỏa kia cường hóa mấy chục lần không phải không có cơ hội hoặc là có thể nghiền ép bọn họ tôn linh thiên ý niệm lại nổi lên, trong nháy mắt tập được toàn bộ năng lực đấu khí phân thân thể, trong nháy mắt cả người lôi điện cuốn thân, hắn nhỏ giọng nói vạn dặm lôi đình, chung quanh huyển khải phủ kín lôi điện, đầu chuyển sang bên phải bức tử mắt phải lôi ti đại thịnh nhìn hắn, khóe miệng phải dương lên cười lạnh nói. Lôi điện, ngươi chuẩn bị tốt tiếp nhận lôi nộ của ta chưa? Ha 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 ha. Năng lực này là thuần lôi pháp, tổng cộng chia làm 6 tầng. Tầng 1, lôi ảnh, thân pháp vũ kỹ, giống như ti chớp. Tầng 2 Lôi nhiễm, vũ kỹ phòng ngự, lôi điện vi bích. Ba tầng Lôi vũ, huyển hóa vũ kỹ, lấy lôi hóa khí. Tầng 4 Lôi thể, phân ảnh vũ kỹ, lôi ảnh lục thân. Tầng 5 Lôi tâm, tâm lôi vũ kỹ, dĩ tâm vi lôi. Lục tầng Lôi huyển, huyển hình vũ kỹ, tâm niệm hóa hình. Chương 4 Lôi giận, ta muốn vũ khí Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, tôn linh thiên lúc này giống như lôi điện thần chủ, cả người lôi điện vần quanh, lúc này thân thể tôn linh thiên bay lên, ánh mắt nhìn thẳng thân thể tử bức chuyển hướng tử bức, lúc này tử bức nhìn tôn linh thiên sinh lòng sợ hãi, bởi vì lúc này tôn linh thiên tự như một pho tượng sát thần tràn ngập lôi điện lửa giận. Tôn Linh Thiên trong nháy mắt lôi đình đại thịnh hô to. Lôi hình thương tiêu, xem chiêu chết dơi. Lôi thương. Lôi điện ti hình bộ dáng, hiện tại Tôn Linh Thiên tự như chính là một phần tử của mảnh tinh vực này, dĩ nhiên thực lực vượt qua tử bức không biết bao nhiêu. Tử bức mặc dù sinh lòng sợ hãi, thế nhưng chiến đấu mấy trăm trận chém giết sinh tử, theo bản năng cũng là hô lên. Tiểu tử đừng tưởng rằng có lôi điện liền ngươi có thể thắng ta, ám huyết thị. Phương pháp này là dùng máu của mình tăng lên tự thân, trong nháy mắt thực lực tăng vọt, vì chứng còn lại là thân thể cần tĩnh dưỡng một tháng. Bởi vậy có thể thấy được chỗ cường hãn của chiêu pháp bực này. Trong nháy mắt song phương xung đột, Tôn Linh Thiên lấy lôi vũ tầng thứ ba, biến thành mũi nhọn của lôi thương, đứng vững trước đao thức dưới cánh tay tử bức. Tôn Linh Thiên nhất thời hô to. Lôi bạo. Trong nháy mắt đầu mũi lôi thương một cổ lôi điện nổ tung, trong nháy mắt nổ tung, tử bức chấn lui về phía sau, tôn linh thiên trong nháy mắt giơ tay lên làm tư thế ném lao, hô to. Lôi tước thiên diệt. Tôn linh thiên hung tợn nhìn chầm chầm tử bức, lôi thương kia lấy tốc độ ti chớp xong về phía tử bức, liền trong nháy mắt đánh trúng cánh phải tử bức, trực tiếp hủy diệt cánh phải, không phải tử bức dùng cánh phải quạt động tránh sang bên trái một chút, một kích kia tất trúng cổ một chuỗi phong cổ cùng thân tách ra, tử bức không hổ là chiến sĩ chinh chiến mấy trăm trận chém giết, năng lực phản ứng cùng năng lực quan sát cực mạnh. Tôn Linh Thiên khiếp sợ, không nghĩ tới tử bức tất nhiên né tránh. Đúng lúc này, thừa dịp tử bức đang đau đớn học máu. Tôn Linh Thiên lại lên đường. Trong nháy mắt tác dụng, vạn lý lôi đình, tầng thứ tư lôi thể, sáu đạo lôi ảnh xuất hiện, Tôn Linh Thiên làm chủ lôi thể, trong nháy mắt giống như ti chớp đi tới trước mặt tử bức, một cái lôi quyền phủ kín lôi điện đánh ra đánh trúng bụng trong nháy mắt lôi điện phủ kín toàn thân bức tử, bức tử hô to, lôi điện mang theo tê liệt cùng phòng ngự công kích trên huyển khải của hắn, sáu đạo lôi ảnh còn lại trong nháy mắt bắt đầu, lấy bức tử làm điểm trung tâm bắt đầu công kích không khác biệt, qua lại đâm thủng. Đúng lúc này, mặt xà xuất hiện, một cái hắc xà ảnh vọt tới, tôn linh thiên vừa thấy lập tức lui về phía sau, lôi ảnh bị hắc xà tách ra, mặt xà. Tiểu tử ngươi ngược lại rất bá đạo, tiểu tử muốn chết mặt xà xúc động là bởi vì hắc long nhìn thấy lôi định lực của tôn linh thiên liền lập tức để cho nhị đệ mặt xà của hắn xúc động nhưng sau khi mặt xà xúc động hắc long hắn nhìn thấy cường độ công kích của tôn linh thiên lập tức nghĩ tới bộ huyễn khải bị chúng vực liên hợp bao vây tiểu trừ muốn cướp trong truyền thuyết kia hắc long tâm có sở hữu nhưng không thể xác định mặt xà ngươi không sao chứ tam đệ tử bức phun ra một ngụm máu thống khổ nói không phải ngươi ra tay đúng lúc, huyễn khải của ta đã bị hắn phá nát, tiểu tử này sâu không lường được, chúng ta phải cẩn thận một chút. Mặt xa Hảo tiểu tử A, mau tam đệ uống huyết khí, mau khôi phục một chút. Tử bức cầm huyết khí, uống vào. Dược tề này tên là huyết khí, uống xong có thể khôi phục tự thân thương thế, chậm rãi khôi phục đau đớn cùng miệng vết thương, tử bức. Hư Tiểu tử ta cùng nhị ca liên thủ ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ chờ chết đi tôn linh thiên lạnh lùng nhìn về phía bọn họ nói buồn cười một đám ô hợp mà thôi chỉ biết chiếm lĩnh quái khinh người trong nháy mắt tay phải tôn linh thiên lấy lôi hóa kích trong nháy mắt vận dụng long nguyên quyết long thiên diệt do linh nhi dạy trong nháy mắt linh khí quan sát phía sau hóa ra long ảnh long ảnh xuất hiện lôi điện trong nháy mắt phủ kín toàn thân tôn linh thiên tay phải giơ lôi kích lên lôi kích trong nháy mắt hấp thu lôi điện cùng long ảnh phía sau, thuận thế hô to. Long lôi diệt, đi chết. Trong nháy mắt tốc độ như tia chớp của tôn linh thiên nhằm phía tử bức cùng mặt xa. Mặt xa cùng tử bức thấy thế lập tức hô to, mặt xa. Độc xa huyết tế, tử bức. Ám ma ảnh bức ma diệt, hai người đồng thời lại hô to ra tuyệt kỹ vóc dáng, lại hòa thanh hô to. Huyết ma xa dực trầm. Kỹ xảo song phương va chạm vào nhau, song phương hô to, a à, trong nháy mắt nổ tung, tất cả đều là linh khí lôi điện cùng ma khí năng lượng dao động, hắc long trong nháy mắt đứng lên nhìn về phía năng lượng nổ tung địa phương, thế nhưng ngay tại hiện tại tôn linh thiên trong nháy mắt vận dụng tầng lôi thể thứ tư, bởi vì tôn linh thiên nhìn thấy ảo khải của tử bức cùng mặt xà vỡ vụn ra, hắn hiểu được tử bức vốn là bị thương nghiêm trọng, vừa rồi uống một bình đồ vật trong nháy mắt còn có thể tác. Dùng tuyệt kỹ, lúc ấy hắn liền hiểu được mặt xà phải giết trước cứ như vậy sáu đạo lôi ảnh trong nháy mắt tới bên người mặt xà, bàn tay phải tôn linh thiên nắm chặt, sáu đạo lôi ảnh trong nháy mắt lấy mặt xà làm trung tâm đâm thủng qua lại cứ như vậy thân thể mặt xà trong nháy mắt bị đâm xuyên mấy chục lần, thân thể mặt xà vụn vặt không chịu nổi, trong nháy mắt tử vong. Tôn linh thiên cười lớn nói. Phong ngự của ta cũng là các ngươi hiện tại có thể phá. Con dơi thúi ngươi cũng chết cho ta đi. Ngay trong nháy mắt này, sáu đạo lôi ảnh tới trước mặt tử bức, tụ hợp thành một cái lôi ảnh càng thêm cường đại, lôi ảnh tay phải hóa ra một thanh đại lôi đao, lôi ảnh hai tay cầm đại lôi đao, một đạo lôi ảnh ngang dơ đại lôi đao xuyên qua cổ tử bức, đầu cùng thân thể tách ra trong nháy mắt tử vong, tử bức còn muốn dùng trảm đao của hắn ngăn trở, đáng tiếc lấy không có lực dơ lên, trực tiếp bị chém vết. Hắc Long lập tức nổ tung, tiểu tử đáng giận, mà khí đại thịnh nhìn về phía tôn linh thiên, tôn linh thiên cũng mặc kệ hắn, nhìn về phía tiểu đội 50 người kia, lôi điện cuốn thân tay phải lôi kích biến ảo thành bộ dáng đường hoành đao, trong nháy mắt một đạo lôi ti hình người liên thông với tiểu đội 50 người kia, một đao bôi một cái cổ, trong nháy mắt chết hết, dừng ở trước mũi thuyền nhìn về phía hắc long. Tông linh thiên cánh tay phải giơ thẳng, tay phải nắm chặt chỉ để lại ngón trỏ khinh thường hô to. Ngươi thương mại đi ra, lão tử đói bụng phải trở về ăn cái gì? Đừng chậm trễ lão tử ăn cái gì? Đồ chơi đen thui. Hắc Long ma khí càng thêm mãnh liệt, hung tợn nhìn chằm chằm giá trị tức giận của Tôn Linh Thiên hô to. Muốn chết. Trong nháy mắt Hắc Long phá vỡ vòng bảo hộ trước phi thuyền. Phi thuyền Hắc Long chạy, phần lớn địa phương đều là vòng bảo hộ hình thức phòng hộ, vòng bảo hộ có thể xuyên qua thân thể chủ nhân phi thuyền, người khác không thể xuyên qua, vòng bảo hộ bực này xem như vòng bảo hộ tinh vực giới có thể tiến vào top 100, lực phòng ngự rất mạnh. Hắc Long trực tiếp xông về phía Tôn Linh Thiên một cái trọng quyền liền đánh tới tôn linh thiên thấy hắc long xông tới lập tức vận dụng tầng lôi nhiễm thứ hai hai tay đẩy về phía trước hình thành lôi điện bích lấy hai tay thả lôi ti tiến hành phòng ngự hắc long một cái trọng quyền oanh về phía trên lôi bích lập tức liên tục xung quyền tôn linh thiên chỉ số rút lui tôn linh thiên trăm triệu lần không nghĩ tới con rồng hắc ám này thực lực còn không yếu a à. hắc long liên tục xông quyền mấy chục lần tay phải chứa một đoàn ám khí hô to một tiếng phá lôi bích vỡ nát, một quyền đánh trúng ngực Tôn Linh Thiên, Tôn Linh Thiên lui về phía sau mấy chục mét. Tôn Linh Thiên cười nói, cũng không tệ lắm, để ta nhìn xem, ngươi còn có năng lực gì, hư. Linh Nhi lại nhắc nhở Tôn Linh Thiên cẩn thận một chút, quái này năng lực sẽ không quá yếu với Tôn Linh Thiên, không chừng so với Tôn Linh Thiên hiện tại chỉnh thể thực lực mạnh hơn. Tôn Linh Thiên hiểu được, hát bất lạp này long thực lực không chừng mạnh hơn hắn rất nhiều, trong nháy mắt tôn linh thiên sứ xuất vạn lý lôi đình ba đến sáu tầng lấy bản thân làm lôi điện huyễn hóa ra lôi chiến kích đầu đao chỗ là phủ hai đầu thân đao đỉnh cao nhất giống như mũi thương nhảy lên hướng hắc long mặt bổ xuống hắc long thấy tôn linh thiên lui ra phía sau lập tức vươn tay về phía trước xuất hiện một thanh trảm mã đao chỗ nối giữa đầu đao và thân đao đoạn trước có một đầu rồng màu đen phần đuôi thân đao có một đầu rồng màu đen loại nhỏ trong lòng hắc long nhất niệm huyết long ảnh ngự hắc long trảm đau một ngang ngăn cản tôn linh thiên hạ bổ tôn linh thiên cảm giác lực đạo bị cái gì hút đi muốn rút đi cũng rút không được hắc long trống giận chấn động tôn linh thiên hô một cái chấn bay ra ngoài mấy trăm mét tôn linh thiên khiếp sợ đây là chiêu thức gì ân ừ. một tiếng vạn nghi hoặc nhìn hắc long nói chơi như vậy đúng không được đây là người ép ta khi Tôn Linh Thiên hạ bổ về phía Hắc Long, Linh Nhi nói với Tôn Linh Thiên. Duy nhất có thể chiến thắng hắn chỉ có một biện pháp, đưa hắn tới hoang nguyên tinh phía sau phi thuyền của hắn, tinh cầu kia trọng lực rất mạnh, ngươi mở ra linh vực có thể đem trọng lực toàn bộ tản đi, mà hắn cũng không nhất định có thể hoạt động linh mẫn bao nhiêu. Tôn Linh Thiên Lăng không nhảy lên, hai chân nâng lên, hai tay nắm chặt cánh tay giao nhau đặt trước ngực, nhắm mắt lại, cả người sấm sét nở rộ thật lớn, rống giận một tiếng, cánh tay và chân há to, đống giận. Lôi đình huyết nguyệt. Trong nháy mắt lôi điện từ hai tay bắt đầu biến sắc, lôi điện màu tím trắng biến thành màu đỏ như máu. Sau lưng xuất hiện một phù trận, hình thoi xung quanh lôi điện lôi ti màu đỏ, xung quanh còn có một ít lôi điện hoa văn, bên trong hình thoi có hình nguyệt nha, nguyệt nha là màu đỏ như máu. Hắc Long thấy thế lập tức hét lớn một tiếng. Huyết Long ảnh. Không đợi Hắc Long kịp phản ứng, tôn linh thiên trực tiếp va chạm xông về phía hoang nguyên tinh hắc long đau đớn hô to lúc vọt tới phi thuyền có một đôi mắt nhìn tôn linh thiên cùng hắc long bay qua ánh mắt trong nháy mắt tàn nhẫn xoay người nhìn về phía cửa kỹ thuật này của tôn linh thiên lực trùng kích thật lớn khí lưu không ổn định của hoang nguyên tinh quan hoàng trực tiếp không nhìn lúc này nếu có người nhìn thấy một màn này đều cảm thấy điều này làm sao có thể thật tuyệt vời cứ như vậy xông thẳng lên mặt đất hoang nguyên tinh, bởi vì trọng lực, lực trùng kích càng thêm cường đại. Khi đụng vào mặt đất hoang nguyên tinh, giáp lưng và giáp ngực của Hắc Long lần lượt vỡ nát, bị thương nặng. Tôn Linh Thiên nhảy một cái muốn lui về phía sau mấy trăm mét bên ngoài chậm lại một chút, phát hiện, chỉ có thể lui về phía sau vài mét, lập tức mở ra linh vực, trọng lực lập tức tiêu tán, tìm thư quyển www sinh com Tôn Linh Thiên nhảy về phía sau, công pháp tán đi nhìn về phía Hắc Long. Hắc Long ho khan không ngừng miệng phun máu đen, trên ngực và mặt đất sau lưng lưu lại dòng máu màu đen, muốn bò dậy cũng rất gian nan, hắn quan trọng hơn hàm răng, mở ra ám ma vực, trọng lực tiêu tán một ít, lập tức trong tay xuất hiện huyết khí dược tề uống xong, lập tức một đầu gối chống đỡ nhìn về phía Tôn Linh Thiên. Hắc Long đứng dậy, cánh tay phải giơ lên đưa tay xuất hiện trảm đao, cầm lấy rơi ở bên cạnh, Tôn Linh Thiên thấy thế phun tào. Linh Nhi ta không có vũ khí sao? Nhưng hiện tại ngươi cầm cũng không dùng được, thực lực quá kém, cho dù có thể dùng, tình huống hiện tại của ngươi cũng không cầm được không phải sao? Tôn Linh Thiên biểu tình khổ không thể tả nói. Tay ta đều bị đau của bọn họ chấn đến tê dại, liền không có ta hiện tại có thể sử dụng. Linh Nhi Không có, một người cũng không có. Tôn Linh Thiên tuyệt vọng lại muốn tay không đánh a à, hắc long nhìn tôn linh thiên làm động tác giống như kẻ ngốc hắc long cũng hoài nghi hắn có phải có chút bệnh nặng hay không lôi đình huyết nguyệt công pháp này tăng lên lôi điện lực tiêu hao máu tăng lên thực lực tổng cộng 4 tầng đều bền vững 10 phút duy nhất chỗ không đủ chính là máu như máu không đủ sinh tử khó liệu các an thiên mệnh cẩn thận tầng 1. huyết bạo có được trùng kích cực nhanh và sức bật tầng 2. Huyết thể, để cho gân xanh thân thể bạo khởi các trực thuộc tăng lên 50%. Tầng 3. Huyết thú, để cho thân thể mình trong nháy mắt lấy tự thân tu hành hình thú cường hóa, cường hóa bao nhiêu quyết định bởi cho bao nhiêu huyết dịch cường hóa. Lượng máu này có thể giữ được càng lâu, tầng 4. Huyết nguyệt, không cần tự thân huyết dịch đến cường hóa chính mình, hấp thu chính là cách mình ngàn mét bên trong người khác huyết nguyệt, hình thành vô số huyết đau. Huyết đau bao nhiêu quyết định bởi huyết dịch, huyết đau có thể chém 10 lần, 10 lần huyết đau biến mất, huyết đau uy lực xem chính là tự thân thực lực đến biến hóa. Chương 5 Kết thúc Gặp phải, ta có vũ khí. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, lúc này trên phi thuyền Hắc Long, một cánh cửa bị một đạo lôi điện đánh mở. Mặt ngoài hoang nguyên tinh, tôn linh thiên tay trái chỉ vào Hắc Long nói ai, hắc lông nhỏ đen thui, cảm giác thế nào a à, máu đen, ồ nhìn liền ghê tẩm, nói ra máu đen, cánh tay tôn linh thiên rụt lại, thân thể rung rẩy vài cái. hắc lông nổi giận đùng đùng mang theo chút đau đớn nói. Tiểu tử. Ngươi muốn chết, ám ma vực. Ám ma vực chạy đến cực hạn, có thể thấy được xu thế muốn liều mạng, hét lớn một tiếng dùng lông ảnh ma uyên xuất huyết, phía sau một con rồng chứa ma khí cực lớn xuất hiện. Văn, lầm lẫn, giả dối, giả dối, giả dối, giả dối. Hắc Long ném ra trảm đao, mà lòng theo trảm đao xuất kích. Tôn Linh Thiên thì tay phải xúc lực song song thẳng lên, lôi Long thuận thế cùng Tôn Linh Thiên sát nhập lao ra. Hai con rồng va chạm, bùng một tiếng, năng lượng đại thịnh, mà Hắc Long sau khi ném trảm đao ra nhìn về phía hai tay của mình, nắm chặt hai tay vừa nhấc lên, mà khí đại thịnh, gào thét hô to, huyển khải của Hắc Long vỡ vụn, gân xanh thân thể bạo khởi thân thể biến lớn, xung quanh tất cả đều là ma khí. Tôn Linh Thiên sau khi nhìn thấy, trong lòng rõ ràng, bởi vì Tôn Linh Thiên cảm giác được, trọng lực đã không ở đối với hắn có bất kỳ trói buộc. Tôn Linh Thiên trống giận một tiếng, đem ma long đánh tan, trảm đao bay ra ngoài, đúng lúc này hắc long đạp mạnh một cái, bay thẳng tới, Tôn Linh Thiên muốn mở ra lôi bích đáng tiếc đã chậm. Một cái trọng quyền đánh trúng ngực Tôn Linh Thiên, bay ra ngoài, trên đường bay, hắc long trong nháy mắt đi tới phía sau tôn linh thiên một cái trọng đá cứ như vậy qua lại năm lần đá lên trời hắc long đi tới chính diện tôn linh thiên lúc này mặt sau tôn linh thiên hướng lên trời hắc long hai tay đang xen nắm chặt nện xuống lưng tôn linh thiên đúng lúc này tôn linh trên bầu trời đình trệ trong nháy mắt mở ra lôi nhiễm bảo vệ toàn thân tôn linh thiên bị nện xuống mặt đất lập tức đứng dậy sử dụng lôi thể chạy như mấy trăm mét xoay người nhìn về phía địa phương vừa rồi nhìn thấy Hắc Long một cái quyền rơi xuống đất trong nháy mắt một cái hố to Tôn Linh Thiên lập tức hoảng sợ nếu như vừa rồi không phải trốn kịp thời nhất định sẽ bị thương nặng Tôn Linh Thiên có chút tức giận nói thương mại cái quỷ gì này đen thui lông đến cùng thi triển cái gì cũng quá biến thái Hắc Long nhìn về phía Tôn Linh Thiên thân thể chuyển tới phương hướng của hắn kỳ thị kẻ yếu ánh mắt nói tiểu tử vừa rồi rất cuồng a à, lại đến a à? tôn linh thiên xấu hổ nhìn hắn trong lòng nghĩ người có loại không cần bí pháp cho lão tử hảo hảo đánh một trận a à quá bất quá ta hình như có cái này biến thái huyễn khải khụ khụ tôn linh thiên phát hiện ra tai hại của bí pháp hắc long này chỉ dùng để công kích phòng ngự cũng không có như vậy chỉ cần tốc độ đủ nhanh có thể một kích tất sát tôn linh thiên nhìn thấy hắc huyết vừa rồi hắc long chảy nghĩ tới huyết nguyệt lập tức lôi ảnh lục đạo công kích hắc long tôn linh thiên điều động hắc huyết có thể hóa ra một đạo huyết đao, nhất thời mừng rỡ, trong nháy mắt bản thể tôn linh thiên cũng công kích hắc long. Hắc long thấy sáu đạo lôi ảnh tấn công, lập tức hét lớn ngươi cút cho ta. Một quyền oanh tán một cái, oanh tán cái thứ sáu thời điểm, hắn nhìn thấy tôn linh thiên công tới, lập tức ma khí đại thịnh, hắc long miệng há to, một cổ năng lượng sóng quan phóng về phía tôn linh thiên. Tôn linh thiên trong nháy mắt bối rối. À, có vũ khí thì thôi, có bí pháp thì thôi, sao còn phóng ra sóng quang từ xa a, à, ta thương mại nước ra. Lập tức lôi ảnh chạy đến cực hạn né tránh, hai tay lôi hóa ra hai thanh lôi tiêu thương, chậm rãi né tránh tới gần Hắc Long. Đúng lúc này, Tôn Linh Thiên xem xét thời cơ chuẩn, ý niệm vừa động huyết đao công kích hai mắt Hắc Long, sóng quang Hắc Long trong nháy mắt không còn. Hai tay che mắt, đau đớn kêu to. Tôn Linh Thiên thấy thế lập tức tay phải ném lao về phía ngực Hắc Long, tay phải lập tức bắt lấy lao tay trái, hai tay bắt lấy thân thể nhảy lên, giống như đầu hắc long đâm tới. Sau khi tôn linh thiên đập vào đầu hắc long, rơi xuống đất, bởi vì hắc long to lớn cao hơn hắn một mét, hừ một tiếng nói. Lần này ngươi còn chưa chết sao? Hắc long hai tay buông xuống, nhìn về phía tôn linh thiên nói. Ma khí của ta rất mạnh, lôi điện của ngươi hiện tại xuyên không thấu, ha ha ha. Tôn Linh Thiên lập tức vọt ra ngoài mấy trăm mét, trong lòng lại nghĩ ta thấu rồi, làm sao bây giờ, long khí của ta tuy có ánh sáng, nhưng thực lực không đủ, làm sao bây giờ? Không. Đúng rồi, đấu khí phân thân hỏa diễm. Tôn Linh Thiên thấy hắc long còn đang chậm, lập tức tâm niệm vừa động, ngục hỏa chi diễm, hỏa diễm phủ kín toàn thân. Tôn Linh Thiên lại làm một chuyện Linh Nhi khiếp sợ, hắn lại để cho hỏa diễm cùng lôi dung hợp. Lập tức thuận thế lôi ảnh đột hướng trước mặt Hắc Long tay phải một cái trọng quyền oanh về phía ngực hắc long hắc long một cái chớp mắt không kịp phản ứng bay ra hắn phát hiện ma khí của mình không có ngăn trở một quyền này của tôn linh thiên rất là khiếp sợ tôn linh thiên nói ngươi không cần khiếp sợ ngục hỏa chi diễm đến từ địa ngục thiêu đốt hết thảy tà ma tà vật ngươi cái kia ma khí cũng ngăn không được chịu chết đi thời điểm hắc long khiếp sợ tôn linh thiên bay lên không trung tay phải tụ tập một thanh lôi hỏa tiêu thương Thuần thế trực tiếp ném về phía hắc long hắc long chủy dùng toàn lực đóng ra một đạo sóng ma khí rất mạnh tôn linh thiên hai tay ngón áp út cùng ngón giữa nắm chặt uốn lượng đến ngực đối diện vị trí trung gian xuất hiện hai cái phù trận một lôi một hỏa hai tay hướng hai bên vươn ra hô to lôi hỏa lôi diễm lôi hỏa hợp kỹ tôn linh thiên tự nghĩ ra hợp kỹ hai tay hướng phù trận đẩy mạnh lực lượng xông về phía phù trận phù trận lôi điện cùng hỏa diễm hợp nhau lao ra lôi hỏa tiêu thương cùng lôi diễm sông lên, mà khí ba công về phía hắc long, hắc long không địch lại tôn linh thiên. tôn linh thiên hô to một tiếng, a à a à, đi chết đi. trong nháy mắt lôi hỏa tiêu xuyên qua cổ họng hắc long, lôi diễm sông về phía toàn thân hắn, mà khí của hắn không ngăn cản được, ăn đầy lôi diễm, trực tiếp tử vong. tôn linh thiên rơi xuống mặt đất, quỳ một gối xuống đất, tay trái che ngực, tay phải nền xuống đất. lúc đứng lên, nhìn về phía hắc long bên kia trên người hắc long còn bốc lên ma khí mấy chỗ trên người còn có lửa ngục đang thiêu đốt hắn duỗi người vang lên ken két linh nhi không có việc gì từ từ thương thế liền khôi phục ngươi làm sao có thể kết hợp lôi với hỏa tôn linh thiên ân ừ, lôi cùng hỏa kết hợp là ta trong nháy mắt nghĩ đến lôi hỏa kết hợp nhất định rất cường đại linh nhi ngươi trước kia cũng không dám a à, hiện tại thật sự không giống Tôn Linh Thiên. Ai, có lẽ không muốn chết mới đột nhiên nghĩ đến. Không nói cái này nữa. Chúng ta đi xem đi. Tôn Linh Thiên và Linh Nhi đến trước thi thể Hắc Long, phát hiện ma khí thân thể Hắc Long vẫn còn, gân xanh thân thể vẫn còn bùng nổ, nhưng quả thật đã chết. Tôn Linh Thiên. Bí pháp thật mạnh, chết rồi vẫn còn hoạt động. Linh Nhi. Đoán chừng là bí pháp còn đang hấp thu máu của hắn, sinh mệnh khô héo nhưng máu vẫn còn, lấy đi đi, đừng ở lại đây nữa. Tôn Linh Thiên Được Ngươi nói cũng đúng, vừa vặn có thể dùng công pháp ngươi dạy đánh cắp vài thứ. Cứ như vậy Tôn Linh Thiên đem thi thể hắc long cùng huyễn khải vỡ nát thu vào bên trong Linh Thiên, khi Tôn Linh Thiên nhìn thấy thanh trảm đau kia, hắn nhìn về phía Linh Nhi nói Ta liền muốn vũ khí A Linh Nhi Thực lực của ngươi không đủ, không có biện pháp, tôn linh thiên. Ta liền muốn, không được, ta liền muốn vũ khí, ngươi không cho ta vũ khí về sau ta làm sao bây giờ a à? Linh nhi. Khủ khủ, vậy ta nghĩ xem. Ngươi có thể dùng hắc long a à? Tôn linh thiên. Giống như đang nhìn kẻ ngốc đồng dạng nhìn linh nhi, ngươi đã nói rồi đi. Khí không phù hợp dùng không được. Tìm thư uyển Sinh chấm com đây rõ ràng là ma khí A. À? Linh Nhi kỳ thật ngươi có thể đem trảm đao của hắc long biến thành thứ ngươi có thể sử dụng dùng năng lực chuyển đổi của huyễn khải là được tôn linh thiên cái này cũng được sao vậy tôi thử xem mau nói cho tôi biết phải làm như thế nào linh nhi được nhưng là không có khả năng so với ngươi nguyên bản vũ khí cường ha tôn linh thiên có vũ khí đã là không tệ rồi có thể sử dụng là được dù sao cũng tốt hơn không có vũ khí Linh Nhi. Được rồi, được rồi. Nghe cho rõ đây. Tôn Linh Thiên nghe Linh Nhi nói, sau đó hắn liền bắt đầu làm. Ngồi xếp bằng, tay phải mở ra, ý niệm khởi động Linh Bàn, đem Linh Bàn đặt ở phía trước, đem vũ khí để vào Linh Bàn ở giữa, điều động nguồn của ngươi, sau đó thao tác vũ khí cùng Linh Bàn xuyên qua nhau. Linh Long huyển khải tự mang chuyển hoán bàn, tác dụng rất nhiều, hình tròn không hình dạng, ở giữa có một cái Linh Tự chung quanh có tám cái vòng tay hình, từ nhỏ đến lớn bao lấy. Tôn Linh Thiên dùng lôi điện đem vũ khí thẳng tắp đặt ở giữa linh bàn, để linh bàn đi lên, xuyên qua trảm đao của Hắc Long, chậm rãi biến hóa thân đao cùng đầu đao. Toàn bộ vũ khí là màu vàng tinh khiết, đầu đao là màu bạc tinh khiết, không có mũi nhọn có viền vàng, trụ thương biến thành hình đuôi rồng, thân đao hình vẫy rồng, chỗ nối liền giữa thân đao và đầu đao, hình đầu rồng màu vàng tinh khiết, ánh mắt giống như chân long nhãn. Sau khi chuyển hóa xong, Tôn Linh Thiên lập tức dùng lôi điện dẫn tới, cầm rất vui vẻ. Tôn Linh Thiên Ta rốt cục có vũ khí, nha hô. Trực tiếp lao ra hoang nguyên tinh, Linh Nhi nhìn hắn cười, cảm giác hắn giống như cái kẻ ngốc đồng dạng, sau đó theo Tôn Linh Thiên bay đi, bọn họ đều nhảy qua hào quang bay ra ngoài. Khi bọn họ nhìn về phi thuyền Hắc Long, thấy được một người mặc huyển khải màu tím. Đấu khí phân thân thể tự thân đạt được hỏa diễm, tại một chỗ giống như địa ngục giống như địa phương đạt được, thiêu hết tất cả, khắc chế nhất tà tính vật chất. Chương 6 Lôi điện nữ Lưu lại Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, người kia nhìn về phía tôn linh thiên, nàng đột nhiên cảm thấy ảo khải trên người tôn linh thiên, giống như đã từng nghe qua ở đâu đó. Linh Nhi trong nháy mắt xuyên trở về, Linh Thiên, Tôn Linh Thiên dơ trảm đau lên hỏi. Ngươi là ai? Cô gái. Anh đã giết họ. Tôn Linh Thiên. Tiếp theo không chừng là ngươi, ngươi còn là một nữ hài tử, thật không ngờ à. Cô gái. Hừ, thế nào? Nhìn không nổi con gái. Em sẽ làm anh khó xử. Tôn Linh Thiên. Ồ, vậy sao? Vậy tôi muốn xem cô làm tôi khó xử thế nào, một người phụ nữ thú vị. Tôn Linh Thiên mở linh vực ra chậm rãi đi về phía Nữ Hài. Nữ Hài trong nháy mắt rất là chấn động. Dĩ nhiên ở trong tinh vực đi đường là linh vực. Trong lòng lập tức nghĩ người này thậm chí có linh vực, thực lực khẳng định rất mạnh, nhất định có thể trợ giúp ta. Cô gái, bạn có thể giúp tôi không? Tinh vực mà tôi đang sống đã bị xâm lược. Bạn có thể giúp tôi không? Ta vì cái gì giúp ngươi? Tinh vực của ngươi xâm lớn quản ta chuyện gì? hơn nữa ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi sao? Ngươi không sợ ta hại ngươi sao? Ngươi thanh âm dễ nghe như vậy, hút đi. Tôn Linh Thiên, ý niệm cho Linh Nhi. Ngươi suy nghĩ nhiều ta đây là dọa nạn, ta cũng không muốn giúp người khác, thực lực của ta bây giờ còn chưa đủ đâu. Cô gái do dự một lúc. Nếu anh giúp em, em. Có thể là của anh, chỉ cần anh giúp em. Tôn Linh Thiên rất là khiếp sợ, ý niệm cho Linh Nhi à chơi như vậy, nữ nhân này quá cái kia, chẳng lẽ thật sự rất nguy nan sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Linh Nhi, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Linh Nhi, ý niệm cho tôn linh thiên. Ngươi bắt người khác đi. Dù sao ngươi cũng muốn đúng hay không? Tôn linh thiên, ý niệm cho linh nhi. Đủ rồi ha. Thật là. Tôn linh thiên nhìn cô gái nói ta dựa vào cái gì tin tưởng tinh vực của ngươi gặp nguy nan? Hơn nữa vì sao ngươi cảm thấy ta có thực lực đó a? À? ta rất yếu. Tuyết Vũ Tiêu Ta tên Tuyết Vũ Tiêu, đến từ lôi vực, ba ta tên Tuyết Ngọc Hà là lôi chủ tinh vực, ngươi hẳn là biết tên hắn. Tôn Linh Thiên xấu hổ, ý niệm cho Linh Nhi. Lôi chủ tinh vực kia là ai a? À? Linh Nhi. Ý niệm cho Tôn Linh Thiên. Ngươi thật tuyệt, tinh vực lôi chủ Tuyết Ngọc Hà, chủ tu lôi hệ, thế lực có được tám mảnh tinh vực khu vực, thực lực là đế vực tướng. Chinh chiến tinh vực thời điểm, đánh ra thanh danh, đều gọi hắn cái thứ hai tinh giới lôi chủ, đáng tiếc xem ra lần này muốn không có A. À. Tôn Linh Thiên Ta biết, được xưng là cái thứ hai tinh giới lôi chủ, nhưng là lấy hắn đế tinh tướng thực lực, lại có người dám đối với hắn xuống tay sao? Tuyết Vũ Tiêu Chúng ta bị thế lực ma vực xâm lấn, chính là ba người vừa rồi ngươi giết. Cũng là thế lực ma vực Tôn Linh Thiên Ồ, vậy sao? Tuyết Vũ Tiêu Hơn nữa, để vực tướng thực lực Ở tinh vực giới cũng chỉ vừa mới bắt đầu Chúng ta không có năng lực ngăn cản được thứ nguyên vực giả năng lực Tôn Linh Thiên, ý niệm cho Linh Nhi Thứ nguyên vực giả thực lực rất mạnh sao? Linh Nhi, ý niệm cho Tôn Linh Thiên Đương nhiên rất mạnh, thực lực phân chia là địa huyền cấp lăng thiên giai phá tinh sĩ hành vực vệ đế vực tướng khi thực lực của ngươi ở đế vực tướng ngươi sẽ có năng lực làm vực chủ một khu vực tinh vực đế vực tướng ở tinh vực giới vừa mới bắt đầu đế vực tướng ở phía trên chính là liệt không vực giả thứ nguyên vực giả mênh mông tinh thủ tự phong tinh giới chủ tôn linh thiên ý niệm cho linh nhi vậy thực lực của ta bây giờ là bao nhiêu a à? linh nhi ý niệm cho tôn linh thiên cũng chính là lăng thiên giai Tôn Linh Thiên xấu hổ một chút. Tuyết Vũ Tiêu. Ngươi có thể giúp ta không? Tôn Linh Thiên. Ta hiện tại thực lực cũng tự lăng thiên giai, ngươi đang nói đùa đi. Ngươi đừng thấy ta có linh vực, kỳ thật thực lực của ta không mạnh. Tuyết Vũ Tiêu. Làm sao có thể, có linh vực, chỉ có bắt đầu để vực tướng mới có. Tôn Linh Thiên trong nháy mắt lôi điện đại thịnh vọt về phía Tuyết Vũ Tiêu, Tuyết Vũ Tiêu lập tức phóng ra bạch lôi. Khi Tuyết Vũ Tiêu muốn công kích, Tôn Linh Thiên từ bên cạnh nàng bay qua. Nguyên Lai like, Tôn Linh Thiên đánh chính là địch nhân phía sau Tuyết Vũ Tiêu, nguyên lai like, lúc bọn họ nói chuyện phím trên phi thuyền Hắc Long bay ra hơn 200 địch nhân. Tôn Minh Thiên hét lớn một tiếng, lôi võng điện minh, trong nháy mắt mấy chục địch nhân bị lôi điện, điện kích, lôi điện một cái tiếp một cái điện kích mấy chục người kia, địch nhân còn lại thấy thế, lập tức cầm lấy đâm kiếm thương công kích Tôn Linh Thiên tôn linh thiên thấy thế lập tức lôi ảnh chấp động lôi đình sáu đạo lôi ảnh trong nháy mắt công về phía mấy chục người khác lập tức hô to lôi điện ngàn quân bản thể cộng thêm sáu đạo lôi ảnh bảy lôi điện pháp trận công hướng địch nhân còn lại không tới hai trăm kia tuyết vũ tiêu nhìn thấy lôi điện của tôn linh thiên rất là khiếp sợ thật không ngờ lại mạnh như vậy lôi điện này dùng thật mạnh tuyết vũ tiêu nhìn thấy chữ linh sau lưng tôn linh thiên còn có bộ dáng áo choàng nàng nhớ tới Linh Long mà phụ thân nói, hắn cảm thấy có hy vọng. Bởi vì Tuyết Vực Hà từng nói với Tuyết Vũ Tiêu, Linh Long hắn mặc dù là danh hiệu thần sát lục, Linh Long là vì chỉnh hợp tinh vực, Linh Long làm như vậy là vì để cho người của tinh vực giới, không bị ức hiếp, để cho những người bình thường bình thường kia vẫn vui vẻ sống tiếp, xem như là một người có chí hướng rộng lớn, đáng tiếc sau khi bị vây công, sau khi hắn tự bạo liền tản thành rất nhiều kim cầu. Ánh mắt tuyết vũ tiêu nhìn giống tôn linh thiên, trở nên rất thưởng thức cùng khát khao có thể trợ giúp nàng. Tôn Linh Thiên trong nháy mắt liền diệt những địch nhân kia, sau khi hắn diệt xong, lại dùng linh thực cảm ứng một chút chung quanh bao gồm phi thuyền, chỉ còn lại có mười mấy quái cùng người bị giam cầm, không phải mang ma khí thời điểm, xoay người nhìn về phía tuyết vũ tiêu, tại xoay người đem phi thuyền cùng những thi thể kia Huyễn khải thu vào Linh Thiên, đem mười mấy cái giam cầm không có bỏ vào Linh Thiên bên trong. Tôn Linh Thiên nhìn về phía bọn họ nói. Các ngươi là ai? Tại sao ở trên phi thuyền của hắn? Tuyết Vũ Tiêu lập tức nói. Bọn họ đều là chiến sĩ lôi vực. Tôn Linh Thiên nhìn về phía bọn họ nói. Muốn báo thù cho người lôi vực các ngươi. Sau này đi theo ta, cũng đều nghe ta, nếu không thực lực của các ngươi cộng thêm thực lực của ta, hoàn toàn không đối phó được bọn họ. Tuyết Vũ Tiêu. Ngươi nói cái gì, báo thù. Tôn Linh Thiên đồng bọn của ta vừa rồi cảm nhận được tình huống bên lôi vực đã bị ma vực chiếm lĩnh thực lực của ta có thể cao như vậy tuy rằng ta mở ra linh vực nhưng thực lực cũng chỉ có lăng thiên giai muốn báo thù sau này trở nên mạnh hơn rồi hãy nói còn có tuyết và tiếu thực lực của ngươi phỏng chừng cũng chỉ có phá tinh sĩ thôi chỉ dựa vào thực lực hiện tại tuyệt đối không có tác dụng gì không bằng bây giờ đi theo ta giúp các ngươi trở nên mạnh hơn chúng ta cùng nhau trở nên mạnh hơn về sau ta đi với các ngươi giúp các ngươi báo thù. Tuyết Vũ Tiêu trong lòng rất rõ ràng, thực lực hiện tại khẳng định đánh không lại những người đó, nhưng nghĩ đến người nhà cùng những người sinh hoạt ở lôi vực, trong lòng hắn không tiếp thu được, khúng núng cậu thả, nàng chỉ muốn xông về chém giết những người ma vực kia. Mà cái kia mười mấy cái chiến sĩ một tên trong đó nói. Ta tên Thiên Kỳ, chúng ta là muốn trở về chém giết, tối thiểu cùng bọn họ chết cùng một chỗ, cũng không muốn ở chỗ này cậu thả. Tôn Linh Thiên các ngươi có thể sống đến bây giờ, đã nói rõ, tinh nguyên đều nhìn không nổi, cho nên các ngươi phải sống trở nên mạnh mẽ, giúp bọn họ báo thù không phải sao. Tinh nguyên, tinh vực giới sinh hoạt sinh hoạt đại bộ phận cung phụng sáng tinh chi chủ. Mười mấy chiến sĩ cộng thêm đi học vũ tiêu đều trầm mặt. Tôn linh thiên. Hơn nữa, chiếc phi thuyền kia năng lượng cũng không thể xuyên toa một lần. Các ngươi đi theo ta đi, chúng ta cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Mười mấy chiến sĩ nhìn về phía tuyết vũ tiêu, đồng thanh nói. Chúng ta nghe tuyết vũ tiêu công chúa. Xem chính ngươi, ngươi nghĩ kỹ, ngươi hiện tại thực lực thật có thể trở về chém giết, các ngươi cứ như vậy chết đi, ai đi giúp bọn họ báo thù, sau đó tại trùng kiến các ngươi sinh hoạt tinh vực, chính ngươi nghĩ rõ ràng. Tuyết mưa tiêu màu trắng sấm sét đại thịnh, phía sau xuất hiện sáng tạo thần thú, lôi mang bạch hổ sáng tạo thế kỷ thần thú thời điểm, thân thể rất cường tráng, móng vuốt rất sắc nhọn, đầu có một trong suốt sấm sét sừng, chủ thể màu trắng, màu trắng ở giữa có trật tự sẽ có một chút màu xanh lam lông, bốn chân đều là màu xanh lam, đuôi cuối có một viên màu trắng lôi thạch. Tìm thư uyển www.giaosusun.com trên người mang theo màu trắng lôi ti lưu động, có một đôi lôi dực giải phóng lôi điện. Tôn Linh Thiên nhìn về phía thần thú lôi ảnh phía sau tuyết vũ tiêu, Linh Nhi. Đây là lôi mang bạch hổ, không nghĩ tới nữ tử này kết hợp chính là nó. Lôi mang Bạch hổ không nên tuyệt diệt sao? Còn có sáng tin thời điểm thần thú, xem ra ngươi sau này thực lực sẽ không yếu, nói ngươi sau này là tinh giới thứ hai, Lôi chủ đều cảm thấy có thể, cho nên ngươi quyết định là cái gì? Tuyết Vũ Tiêu. Được. Ngươi thật sự có thể làm cho chúng ta mạnh lên sao? Sau này ngươi sẽ giúp chúng ta sao? Tôn Linh Thiên. Đương nhiên, dù sao tương lai của ngươi thực lực cũng không kém đương nhiên sẽ không buông xuống cơ hội này a. À. Tuyết Vũ Tiêu cũng đúng, giúp ta cũng giống như giúp chính ngươi. Tôn Linh Thiên ta càng muốn kết giao ngươi cái này bằng hữu, các ngươi về sau nghe ta, đi theo ta là tốt rồi. Về sau chúng ta là bằng hữu cũng là thủ hạ của ta. Tuyết Vũ Tiêu thủ hạ vì sao? Tôn Linh Thiên ta lại giúp các ngươi trở nên mạnh mẽ, khẳng định không thể đơn giản như vậy nói là thủ hạ, không bằng nói là người của một thế lực. Tuyết Vũ Tiêu trong lòng rõ ràng, người này về sau khẳng định là một trong những người có thực lực đỉnh tinh vực giới. Tuyết Vũ Tiêu Ngươi sẽ vứt bỏ chúng ta sao? Tôn Linh Thiên Ta như tin nguyên thề, người của ta vĩnh viễn không vứt bỏ, chỉ có thủ hộ, bằng không thân thể tiêu tán ở tinh vực này bên trong, vĩnh viễn không sống sót. Mười mấy vị chiến sĩ cùng Tuyết Vũ Tiêu nghe thấy lời thề như vậy, sững sờ tại chỗ, giống như tinh nguyên thề, đây là thầy chết a. À? Tuyết Vũ Tiêu. Được. Về sau ngươi giúp chúng ta báo thù. Tăng cường thực lực của chúng ta, chúng ta thề sống chết đi theo ngươi. Tôn Linh Thiên. Không cần thề sống chết đi theo, các ngươi là người của ta, không có khả năng để cho các ngươi dễ dàng chết đi. Đi, trở về tinh cầu của ta đi. Chương 7. Bị bắt, tám quốc chất vấn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, các chiến sĩ cùng tuyết vũ tiêu nhìn chủ tướng tôn linh thiên của mình, bọn họ đều cảm thấy tôn linh thiên về sau nhất định không tầm thương. Tuyết vũ tiêu. Chúng ta đi đâu? Tinh cầu của ngươi. Tôn linh thiên cười nhìn về phía tuyết vũ tiêu nói. Đúng, tinh cầu ta sinh sống, đi thôi, đi theo ta, chúng ta trở về còn có việc phải làm đến lúc đó đem huyễn khải thuộc về ngươi cho ngươi ngươi mặc huyễn khải tạp chủng của ma vực luôn cảm thấy càng xem càng kéo không thích hợp với ngươi tuyết vũ tiêu ảo khải của ta bị hắc long kia trực tiếp lấy đi rồi đầu tiên hắn muốn đem ta tôn linh thiên ta ngươi ngựa sớm biết như vậy đang chậm rãi tra tấn hắn để cho hắn chết quá qua loa tôn linh thiên nhìn về phía tuyết vũ tiêu không có việc gì về sau có ta ở đây không cần sợ. Người dám động đến ta, người muốn giết ta, cũng phải hỏi xem ta có đồng ý hay không. Các ngươi vào linh thiên của ta một lát phải qua một ít thăm dò, ta còn không muốn bị phát hiện sớm như vậy. Khi tôn linh thiên ẩn thân về đến nhà, đã là buổi tối ngày hôm sau, hắn đi ra ngoài mua một bao lớn đồ ăn trở về, tiến vào linh thiên, tôn linh thiên. Các ngươi đói bụng đi, đến ăn đi, đồ ăn trên tinh cầu của ta, ta cho các ngươi ảo tưởng một nơi các ngươi sinh sống. Tuyết vũ tiêu. Huyễn khải không gian của ngươi lại có thể làm như vậy sao, vừa nói vừa cầm đồ tôn linh thiên mua về ăn, sau đó cùng các chiến sĩ kia ăn. Tôn linh thiên thì đi một khu vực khác, tìm được thi thể hắc long và huyễn khải, dùng ý niệm tìm được huyễn khải của tuyết vũ tiêu, hắn lại phát hiện một quyển trục, sau khi tìm ra, hắn mở quyển trục ra nhìn thấy cửu long diễn sinh pháp, tôn linh thiên. Đây là công pháp. Ta thấu, cảm giác nghe rất mạnh mẽ. Linh Nhi trực tiếp xuất hiện bên cạnh Tôn Linh Thiên nói: "Đây là một công pháp ngươi vẫn muốn tìm a, à, không nghĩ tới bị ngươi bây giờ tìm được, ngươi cũng thật may mắn, không nghĩ tới ở trên tay Hắc Long." Tôn Linh Thiên: "Thế nhưng như thế ta nhất định phải học hắn, ta trước xem làm sao tu cái pháp này." Cửu Long Diễn Sinh Pháp cần cửu chuyển bàn lôi thạch mới có thể tu luyện, nếu không có đá này, tu luyện tất bạo thể mà chết nhớ lấy. Nhớ lấy. Nhất định phải tu luyện, vậy thì chết đi. Tôn Linh Thiên. Về đúc xê này giới thiệu, sao còn mang theo chơi như vậy, này này này, chơi đâu? Nháo đâu? Tôi thương mại không học. Linh Nhi. Công pháp học này. Thực lực có thể thay đổi mạnh hơn rất nhiều, thân thể giống như thân thể lôi long thượng cổ lúc sáng giới, cho nên ngươi phải hiểu, học nó không có tật xấu. Tôn Linh Thiên. Ngươi có phải vừa rồi không có xem giới thiệu a? Cần cái gì chính chuyển câu tám thạch? Ta cũng không có a sửa cái gì lãng phí thời gian a, không có ý nghĩa không có ý nghĩa. Linh Nhi cười nghi hoặc nói: Ngươi xác định không sửa? Tôn Linh Thiên, cái này có thể sửa sao? Tôn Linh Thiên lập tức phản ứng lại, nhìn về phía Linh Nhi, ngươi khẩu khí này không đúng a? Linh Nhi cười, ta không biết, ngươi có học hay không? Tôn Linh Thiên, có câu tám tảng đá kia khẳng định học a à, đúng không? Ta lại không ngốc a. À? Linh Nhi, ngươi lại không mở linh thực nhìn xem ở bên trong trục kia, ngươi kéo phần đuôi trục kia ra xem. Tôn Linh Thiên, ngươi là linh thể, đương nhiên vẫn có thể cảm nhận được, xác định ở bên trong trục. Tôn Linh Thiên nói xong động đậy đầu tiên mở ra phần đuôi trục, rơi ra một tảng đá nhỏ. Khi Tôn Linh Thiên nhặt lên nhìn về phía tảng đá màu tím kia, phát hiện bên trong có một trận pháp, trận pháp chín cây cột. tôn linh thiên nhìn rất đẹp. linh nhi, ngươi nhỏ một giọt máu lên thử xem, hẳn là có thể dung hợp. tôn linh thiên, được rồi, cho tôi xem một chút. tôn linh thiên cắn nát ngón trỏ tay phải, đem máu nhỏ ở trên tảng đá kia, trong nháy mắt tử quan đại hiện, tảng đá vỡ vụn trôi nổi ở chung quanh trận màu trắng kia trận pháp biến lớn chậm rãi từ đỉnh đầu tôn linh thiên rơi xuống ở dưới chân hắn hắn nhìn về phía trận dưới chân đang ngẩng đầu nhìn cột đá chung quanh đúng lúc này tám viên thủy tinh màu trắng trên chín cột đá của trận pháp sáng lên tảng đá màu tím xung quanh trong nháy mắt hóa thành giọt máu màu tím tiến vào trong thiên thể tôn linh thân thể tôn linh thiên chậm rãi bay lên chín viên thủy tinh phát ra bạch quang ở trên người tôn linh thiên trong nháy mắt giọt máu cùng máu của bản thân tôn linh thiên chậm rãi dung hợp mà bản thân trận pháp màu trắng biến thành rất nhiều điểm trắng, thủy tinh biến thành điểm vàng, tiến vào thân thể Tôn. Linh Thiên, mà điểm trắng cùng xương cốt Tôn Linh Thiên dung hợp. Không đúng, chẳng lẽ nói, hòn đá màu tím đại biểu cho thượng cổ Lôi Long huyết dịch, trận pháp là xương cốt biến thành, thủy tinh là thân thể biến thành, quả nhiên thủ đoạn tốt a. À. Qua vài phút đồng hồ sau, Tôn Linh Thiên hạ xuống, nhìn về phía Linh Nhi tại cảm giác được thân thể cùng trước kia không giống nhau thời điểm, lập tức nhắm mắt cảm thụ được biến hóa, khiếp sợ đến, máu đều tràn ngập lực lượng, xương cốt cảm giác cứng rắn vô cùng, thân thể cơ bắp tràn đầy, đòn bẫy đấy, hắn còn phát hiện vừa rồi ngón trỏ miệng vết thương chữa trị. Trong lòng nghĩ, năng lực chữa trị thật mạnh. Linh Nhi hô to. Ngươi trở nên. Đẹp trai quá. Tôn Linh Thiên. À, cái gì? trở nên đẹp trai. Linh Nhi Trở nên tinh xảo hơn rất nhiều, quả thật đẹp trai, nhưng vẫn có thể nhìn ra là của ngươi. Tôn Linh Thiên Ta cảm giác ta tràn đầy lực lượng. Thật mạnh a, à, cảm giác lôi điện tùy thời đều có thể bộc phát ra. Linh Nhi Đó là sức mạnh của lôi long thượng cổ, nói đúng ra, ngươi bây giờ chẳng khác nào lôi long thượng cổ. Tôn Linh Thiên Chỉ một tảng đá tôi có thể như vậy sao? không thực tế lắm. Làm sao có thể? Đây chính là lôi long thượng cổ, tuyệt đối không có khả năng. Linh Nhi Nó tự mình hóa thành tảng đá kia, cửu chuyển trận chính là có thể làm cho năng lực toàn bộ chuyển thành một vật thể, thật không ngờ nàng lựa chọn chính là tảng đá, về phần tại sao phải làm như vậy, còn có tại sao ở quyển trục bên trong đặt, liền không rõ ràng lắm. Tôn Linh Thiên đi tới cầm lấy quyển trục kia nói có năng lực hút thì tốt rồi hắn trong nháy mắt nghĩ đến chính mình xem anim bên trong hút trưởng tự hỏi trong chớp mắt đem quyển trục ném ra ngoài linh nhi thấy thế ngươi làm gì vậy ném đi làm gì tôn linh thiên không để ý tới linh nhi lấy bản thân làm trung tâm điểm tay vừa nhất muốn đem quyển trục hút lại linh nhi thấy thế nói ngươi muốn đem nó hút vào trong tay a à, ngươi thử dùng linh khí của mình thử xem Tôn Linh Thiên nhìn về phía Linh Nhi gật đầu, nhìn về phía quyển trục, vận dụng linh khí đem quyển trục kia hút tới. Linh Nhi Một chút cũng không tệ, không hổ là ngươi a, à, ngươi không đặt tên sao? Tôn Linh Thiên trong nháy mắt nghĩ đến. Vận khí có thể làm được đem vật thể hút tới, ta đây nếu như dùng khí hóa thành tay, có phải là có thể xa xa điều khiển một thứ hay không? Tôn Linh Thiên dùng tay phải không cầm quyển trục, ý niệm linh khí hóa thành tay. Nháy mắt nhìn thấy một bàn tay lớn, nghĩ vậy mà như vậy, liền dùng long khí vận chuyển, tay phải như thế nào động khí tay liền như thế đó động, phát hiện có thể, hắn liền hỏi Linh Nhi. "Ngươi xem cái này như thế nào a?" À? Tôn Linh Thiên nhìn về phía Linh Nhi, tay phải lập tức vung về phía Linh Nhi, Linh Nhi còn đang buồn bực sao? Trong nháy mắt bay ra ngoài, cô mơ hồ tình huống thế nào? "Cái gì a à đây là?" lập tức bay đến trước mặt Tôn Linh Thiên tiểu tử ngươi vừa rồi làm gì vậy? Tôn Linh Thiên Ta vừa rồi dùng linh khí cùng long khí hóa ra tay, có thể đi theo tay phải của ta vận hành, khoảng cách nhiều nhất 100 mét. Linh Nhi tức giận nói Tiểu tử ngươi, trâu bò Bẻ Trong lòng lại nghĩ Tiểu tử ngươi chờ, chờ sau này có năng lực mỗi ngày khi dễ ngươi, hư Tôn Linh Thiên thu khí, nhìn như nội dung bên trong quyển trục nguyên lai cửu long diễn sinh pháp tổng cộng có ba tầng tầng thứ nhất thể chất thăng hoa tự thân tốc độ tu luyện cùng năng lực học tập cường hóa gấp 10 lần long thể tầng thứ hai khả năng phòng ngự và sát thương của bản thân sử dụng bất kỳ long pháp nào cũng sẽ tăng lên gấp 10 lần tầng thứ ba sông long diễn sinh tầm hóa thành sông có thể hóa linh thân linh thân có thể hóa thành long thể thực lực cũng giống như mình tôn linh thiên thì ra là như vậy đủ biến thái, ta thích a à, ha ha ha. Linh Nhi, ngươi còn có thể không biết xấu hổ một chút sao? Tôn Linh Thiên, ngươi nói cái gì? Ta đây rõ ràng gọi là thực lực được rồi, hừ a à, ha 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 ha. Tôn Linh Thiên xấu hổ nói, khụ khụ, được rồi, chúng ta đi xem bọn họ đi. Tôn Linh Thiên một cái chớp mắt đi tới nơi ở Biến Ảo, hô to. Tuyết Vũ Tiêu, các ngươi cảm thấy thế nào? Tuyết Vũ Tiêu từ chỗ ở đi ra nhìn Tôn Linh Thiên. Đều rất tốt, chính là bộ dáng của tinh vực giới, cảm giác là lạ. Tôn Linh Thiên. Được. Vậy tôi biến ảo cảnh này thành phong cảnh. Đúng lúc này Linh Nhi nói. Bên ngoài có người tới. Tôn Linh Thiên. Ảo hóa tốt lắm. Bên ngoài có người tới. Ta đi xem, Tôn Linh Thiên lấy ra ảo khải của Tuyết Vũ Tiêu, đây là ảo khải của ngươi, cho ngươi, ta ra ngoài xem, nếu có cần ta gọi ngươi. Tuyết Vũ Tiêu Được Chúng ta chuẩn bị một chút Ngươi mau đi xem, cẩn thận một chút Linh Thiên Tôn Linh Thiên trong nháy mắt đi ra ngoài Vừa vặn nghe thấy Tuyết Vũ Tiêu vừa rồi nói Linh Thiên Trong nháy mắt ngẩn ra À, Linh Thiên Sáu Linh Nhi Đều là cầm đạn vũ khí Ngươi vẫn là mặt Huyễn khải đi Tôn Linh Thiên xem ra là bị phát hiện nha không mặc huyễn khải quá nổi bật có quần áo khác sao linh nhi không có nhưng huyễn khải linh long có thể biến ảo bộ dáng khác chỉ là phòng ngự bình thường chỉ có thể ngăn cản lăng thiên giai bởi vì ngươi chính là lăng thiên giai cho nên cũng chỉ là lăng thiên giai tôn linh thiên khá lắm còn biết chất liệu và dáng vẻ đúng không được được nhưng cũng đủ rồi sau khi tôn linh thiên tụ hợp huyễn khải linh long ý niệm huyễn khải linh long biến ảo ra áo gió màu đen không có cổ là bộ dáng trực tiếp đội mũ có giáp hai vai hình đầu rồng cánh tay cũng giống như giáp rồng lân giáp tay phòng hộ kiểu khớp ngón tay trừ vẫy sau tay là màu vàng phần còn lại của tay đều là màu đen từ dưới áo gió hộ giáp trước ngực là vẫy rồng biến thành nhưng không phải vẫy rồng chân hộ giáp hình rồng mặt nạ đầu rồng biến ảo mũ đội lên có thể dán sát mép với mặt nạ, mặt nạ bao phủ một nửa đầu, sau mũ có một chữ linh, sau lưng có một chữ long, hình rồng hóa đều là màu vàng, chân cũng là màu vàng. Bây giờ đã là rạng sáng ngày hôm sau. Tôn Linh Thiên nháy mắt đến ban công, nhìn về phía phía dưới những bộ đội vũ trang kia, hô. Các vị có chuyện gì sao? Băng tâm ngưng nhìn lên. Ngươi là Tôn Linh Thiên. Tôn Linh Thiên. Không sai, ta chính là, muốn bắt ta sao? băng tâm ngưng không chúng tôi tới mời cô lãnh đạo muốn gặp cô cho nên chúng tôi mới tới tìm cô đương nhiên là chuyện quan trọng cho nên chúng tôi tới đón cô tôn linh thiên nhìn về phía dưới những binh sĩ vũ trang cầm vũ khí kia cũng không có cầm chỉ hướng mình mà là nhìn về phía chung quanh tìm thư uyển tôn linh thiên đang nhìn lên trời phát hiện có vài chiếc máy bay chiến đấu lơ lửng xoay quanh chung quanh trong lòng tôn linh thiên hiểu rõ đây là tới dẫn ta đi thương lượng chuyện gì, xem ta hướng về phương nào. Tôn Linh Thiên nhìn về phía băng tâm ngưng. Được. Ta đi với các ngươi. Tôn Linh Thiên nhảy xuống, nằm ngón tay phải chống đỡ mặt đất, đầu gối phải cúi xuống, tay trái duỗi ra, sau đó ngẩng đầu đứng dậy nhìn về phía băng tâm ngưng, lên chiếc xe kia. Băng tâm ngưng. Mời cô làm một chiếc với tôi. Tôn Linh Thiên. Được. Cùng người đẹp làm một chiếc xe, không tồi không tồi. Băng tâm ngưng cùng tôn linh thiên ngồi ở, chỉ có cao tầng mới có thể có được phòng ngự cao nhất xe lơ lửng phía sau, binh lính vũ trang cũng ngồi hướng thuộc về bộ đội mới có xe lơ lửng, cứ như vậy bọn họ đi tới thủ đô. Hiện tại khoa học kỹ thuật, lơ lửng xe cũng là có thể bay, ở trong xe không cảm nhận được bất luận cái gì ba động, cứ như vậy tôn linh thiên ở ghế sau ngồi, nhìn bên ngoài, bay lên, đến độ cao nhất định, xe phía sau triển khai máy phun, nháy mắt máy phun khởi động, trực tiếp đạt tới một ngàn tốc độ, bên trong lại một chút cảm giác đều không có, băng tâm ngưng nhìn về phía tôn linh thiên, cảm giác người này không giống nhau. Băng tâm ngưng Ngươi có thể bị tám đại khu vực chất vấn, ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một chút, chúng ta là đứng ở bên ngươi, bởi vì ngươi là người của khu vực chúng ta, nhưng nếu ngươi trợ giúp những khu vực khác, thì không thể trách chúng ta, chúng ta sẽ lấy đại cục làm trọng, chỉ cần ngươi cũng đứng ở chỗ chúng ta, chúng ta khẳng định ủng hộ ngươi. Tôn Linh Thiên vẫn nhìn ra bên ngoài nói. Ân, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, yên tâm, ta dĩ nhiên là đông phương khu vực người, liền không có khả năng trợ giúp những khu vực khác, ta cũng không phải là loại kia phản bội khu vực bại hoại. Băng tâm ngưng không biết vì sao, cảm giác lời Tôn Linh Thiên nói khẳng định trăm phần trăm là thật, nhìn Tôn Linh Thiên không hiểu sao cảm giác rất có cảm giác an toàn, cảm giác sau này hắn khẳng định không tầm thường. Chương 8 Thẩm vấn, biến lập uy. Mệnh danh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, khi địa phương thời điểm, lơ lửng xe rơi trên mặt đất, chạy vào một cái hẻm nhỏ bên trong, đó là một tòa lại tồn tại tứ hợp viện. Tôn Linh Thiên nhìn viện lạc cổ xưa cuối cùng này, hắn rất rõ ràng, đây nhất định là nơi ở của một lão nhân nào đó, Tôn Linh Thiên cắt một tiếng, nội tâm. Nên trực tiếp tiếp quản tinh cầu này, Ta còn muốn trở nên mạnh mẽ đây. Băng Tâm Ngưng dẫn Tôn Linh Thiên vào tứ hợp viện, sau khi đi vào, hắn phát hiện ngồi quả nhiên là chủ tướng của khu vực phương đông này, nhưng Tôn Linh Thiên vẫn có lòng tôn trọng, dù sao cũng là chủ tướng, là một người lãnh đạo. Băng Tâm Ngưng. Đây là chủ tướng, chủ tướng đây là Tôn Linh Thiên. Sau đó đứng bên cạnh chủ tướng. Mặt nạ Tôn Linh Thiên tháo xuống trên cánh tay trái, tự động hấp thụ phía trên. Mũ tháo xuống cúi chào chủ tướng nói: "Chào chủ tướng. Ta chính là người đại chiến trong tinh vực, Tôn Linh Thiên." Chủ tướng nhìn về phía Tôn Linh Thiên. "Tiểu tử, rất tốt, tới ngồi, uống trà, đây là hồng trà mới sản xuất, tới nếm thử." Tôn Linh Thiên làm xong, mặt đối mặt nhìn về phía chủ tướng. "Nói thật, ta không biết thưởng thức trà, chỉ uống thôi. Chúng ta vẫn là nói chính sự đi." Chủ tướng Uống trà này cũng giống như làm việc này, làm xong, ngươi sẽ nếm ra hương vị, làm không tốt cũng uống không ra hương vị trà, cho nên ngươi phải rõ ràng chuyện ngươi làm, rốt cuộc có thể thưởng thức được hương vị trà này hay không. Tôn Linh Thiên, ngươi không cần ở đây cùng ta đánh cái gì á ngữ, ta rất rõ ràng chính ta sẽ làm cái gì, đứng lên xoay người, ta cũng rõ ràng, ta đã nói ta là Đông Phương khu vực người, cũng sẽ không phản bội, ta cũng tuyệt sẽ không đi trợ giúp hiện tại bị vây đối địch khu vực chủ tướng. Ta biết rồi. Tiểu tử ngươi uống ngụm trà đi. Tôn Linh Thiên cầm lấy trà một ngụm uống xong. Ừ, uống rất ngon, cũng không tệ lắm. Cảm ơn. Chờ bảy đại khu vực người đến đông đủ, nhớ gọi ta, ta ở trên xe ngủ một lát. Băng tâm ngưng nhìn về phía Tôn Linh Thiên, Tôn Linh Thiên đi ra ngoài, còn đang nhìn cửa, chủ tướng nhìn thấy bộ dáng băng tâm ngưng. Chủ tướng. Ngươi thích tiểu tử này? Băng Tâm ngưng sốt ruột đỏ mặt. Không có, ông nội đừng nói lung tung. Cháu chỉ cảm thấy người này không giống những người đàn ông khác. Chủ tướng, quả thật không giống nhau. Cảm giác khí chất cùng thực lực của hắn, về sau tuyệt đối không phải một người đơn giản, nhưng là hắn hẳn là cũng là một. Nhất giản nghĩa khí cùng tính nhiệm người ta có thể nhìn ra, còn có cảm giác được người này về sau thực lực chúng ta không dự đoán được băng tâm ngưng nhìn về phía cửa nội tâm quả thật người này về sau tuyệt sẽ không đơn giản chỉ là có thể ở trong vũ trụ đại chiến về sau khẳng định còn muốn xa xôi qua một giờ sau người của bảy đại khu vực đã đến đông đủ có người gọi điện thoại cho băng tâm ngưng băng tâm ngưng được tôi biết rồi lập tức tới ngay băng tâm ngưng đi ra tứ hợp viện nhìn về phía trong xe nằm ở ghế sau tôn linh thiên tại hô hô đại ngũ cười nói quả nhiên thực lực cường đại người đều sẽ rất mệt mỏi cùng ta ca ca kia giống nhau năng lực càng lớn chuyện làm cũng lại càng lớn tôn linh thiên mở mắt đứng dậy vừa vặn nhìn thấy băng tâm ngưng nhìn mình nội tâm tiểu cô nương này làm gì vậy linh nhi ý niệm cho tôn linh thiên tiểu cô nương này sau này tu hệ băng tuyệt đối là một đại cường giả a à. tôn linh thiên ý niệm cho linh nhi Ngươi vì sao cảm thấy như vậy? Ngươi có thể nhìn thấy thiên phú của băng tâm ngưng. Linh Nhi, ý niệm cho tôn linh thiên. Đương nhiên. Anh không biết sao. Hừ. Băng tâm ngưng thấy tôn linh thiên đứng dậy nhìn về phía nàng, lập tức xoay người, tôn linh thiên mở cửa xe, nhìn về phía băng tâm ngưng. Bọn họ đến đủ chưa? Băng tâm ngưng. Đúng vậy, bọn họ đến đông đủ rồi. Anh nghĩ ngơi tốt chưa? Tôn Linh Thiên. Nghỉ ngơi không còn nhiều nữa, chúng ta đi đâu, Tôn Linh Thiên đội mũ lên, đeo mặt nạ lên. Nhìn về phía băng tâm ngưng. Tôn Linh Thiên gật gật đầu, từ một tiếng, khi bọn họ ngồi ở trên xe lơ lửng về sau, đi tới, liên hợp khu vực cao ốc, Tôn Linh Thiên nhìn thấy các khu vực xe lơ lửng, dừng ở liên hợp khu vực cao ốc phía trước. Có hoang sa, anh đảo, hải tế, vũ sâm, băng lẫm, lược địa, diễm phong bảy đại khu vực, trong lòng Tôn Linh Thiên đã tính toán tốt một ít chuyện. Băng tâm ngưng. Chúng ta tới rồi. Nhưng ta cần cộng tay ngươi lại, có quốc gia khác không thể nhìn ngươi vô sự. Tôn Linh Thiên. Tôi hiểu, còng lại đi. Băng tâm ngưng yên lặng cộng tay lại, những binh sĩ vũ trang khác che chở chủ tướng tiến vào, mà băng tâm ngưng mang theo Tôn Linh Thiên tiến vào, tiến vào đại sảnh, bên trong vẫn rất đồ sộ, phía trước chính là ghế ngồi của tám đại quốc đã ngồi lên bảy đại khu vực tướng lĩnh, mà chủ tướng khu vực phương Đông cũng đang đi tới. Khi Tôn Linh Thiên đi vào đại sảnh, toàn bộ mọi người nhìn về phía Tôn Linh Thiên, đều liếu ríu thảo luận Tôn Linh Thiên. Băng tâm ngưng nhỏ giọng nói. Ta nói là tốt rồi. Không có việc gì, chúng ta khẳng định bảo vệ ngươi, dù sao ngươi cũng là người của chúng ta. Nhưng Tôn Linh Thiên nghĩ cũng không đơn giản như vậy, Tôn Linh Thiên lạnh lùng nhìn về phía bảy đại khu vực tướng lĩnh mà đã có người không chịu nổi. Chủ tướng vùng đất hung tợn nói. Tiểu tử ngươi nhìn cái gì vậy, chúng ta đều sợ ngươi hủy hoại quan hệ của tám khu vực lớn, muốn liên thủ với người ngoài hành tinh xâm lược tinh cầu của chúng ta. Tôn Linh Thiên không để ý tới hắn, chính hắn yên lặng đi tới đài thẩm vấn ở giữa đại sảnh, sau đó ngồi ở trên ghế, chân phải gác ở trên bàn, chân trái gác ở trên đùi phải, ghế dựa nghiêng về phía sau một chút, nhìn về phía chủ tướng khu vực lướt đất, mà băng tâm ngưng đi tới chỗ ngồi của các cao tầng khu vực phía đông ai cũng biết tại mấy trăm năm trước xâm lấn dân bản xứ còn đem bọn họ đuổi ra ngoài thật sự là phát rồ a à. chủ tướng khu vực lướt đất tiểu tử đừng ngậm máu phun người cho ngươi xem đại chiến bên cạnh hoang nguyên tinh chính là ngươi đi tiểu tử tôn linh thiên là ta thì thế nào còn có ta gọi tôn linh thiên cũng có thể gọi ta linh long lượt tôn linh thiên còn chưa nói xong chủ tướng khu vực đã trống giận ngươi muốn làm tất cả ngươi phải trả giá thật lớn tôn linh thiên hừ một tiếng hai chân buông xuống đều cho rằng hắn sợ hãi nhưng tôn linh thiên đứng lên toàn thân lửa mục chi diễm đại thịnh vòng tay trong nháy mắt hòa tan rơi xuống đất băng tâm ngưng rất bất đắc dĩ a còn có cao tầng khu vực đông phương cũng rất bất đắc dĩ chen miệng vào không được a đều cảm giác không cần chính mình Tôn Linh Thiên nhìn về phía bảy đại khu vực chủ tướng ngồi phía trên, tất cả mọi người hoảng sợ, người này cả người bốc hỏa, giống như ma quỷ từ địa ngục đi ra, chủ tướng khu vực lướt qua sợ hãi nói. Ngươi xem, ngươi đều muốn công kích chúng ta. Ngươi hiện tại đã muốn động thủ, chúng ta hẳn là trực tiếp giết hắn, để diệt hậu hoạn. Tôn Linh Thiên Ha 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 ha, hung hăng nhìn về phía lực địa khu vực chủ tướng, ngươi nói xong chưa? Nguyên Lai like đầu tiên cũng đã ra lệnh, Tuyết Vũ Tiêu cùng các chiến sĩ khác đi hướng không phận nước khác làm chuẩn bị. Ngoại trừ khu vực phía đông, tâm niệm Tôn Linh Thiên vừa động, giống như Tuyết Vũ Tiêu bọn họ truyền đạt mệnh lệnh. Phóng thích năng lực của các ngươi tạo thành thương tổn nhất định đối với khu vực của bọn họ, nhớ kỹ không nên thương tổn người, chỉ cần công kích một ít kiến trúc không có người là tốt rồi. Nhớ kỹ một chiêu tiêu diệt. Tôn Linh Thiên các ngươi bây giờ có thể hỏi bộ phận phòng ngự của các ngươi một chút tình huống. Ngoài trừ đông phương khu vực, những khu vực khác cao tầng đều nhận được đã kích tin tức, đều giống bọn họ chủ tướng báo cáo tình huống, trong nháy mắt lại là cái kia lược địa khu vực chủ tướng hô lên. Tiểu tử ngươi muốn chết sao? Tôn Linh Thiên Ngoài trừ khu vực phía đông của ta ra, khu vực của các ngươi đều bị công kích, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, ta hiện tại là lập uy, cũng là nói cho các ngươi biết, ta muốn thống nhất tinh cầu này ta cũng không có bất kỳ thời gian nào cùng các ngươi ở đây hao tổn thời gian tuyết vũ tiêu cùng toàn trường đều chấn kinh chủ tướng khu vực lược địa tiểu tử ngươi biết ngươi đang nói chuyện sao bác đại khu vực ngươi thật sự cảm thấy ngươi có thực lực sao ta không có thời gian cùng các ngươi hao tổn hiện tại cho các ngươi bảy đại khu vực một cơ hội đòn thứ nhất này không công kích mọi người là cho các ngươi một cơ hội nguyện ý gia nhập đông phương khu vực, hiện tại các ngươi có thể quyết định. Bảy đại khu vực phòng ngự bộ tướng lĩnh đều nói kém không nhiều lắm lời nói, đánh bại không được những người đó, toàn trường khiếp sợ cộng thêm sợ hãi. Tôn Linh Thiên Ta nói rồi các ngươi có một lần cơ hội lựa chọn gia nhập, về sau bất kỳ khoa học kỹ thuật cùng một ít rất nhiều năng lực đều sẽ chia sẻ, bởi vì đều là đông phương khu vực, những người ngoài hành tinh kia tới. Vệ tinh của các ngươi cũng đều nhìn thấy đi loại thực lực này, bọn họ còn có càng mạnh hơn, cho nên chúng ta chỉ có thể liên hợp lại, cùng nhau cố gắng trở nên mạnh mẽ, ngăn cản những người ngoài hành tinh kia. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn nội đấu sao? Cứ tiếp tục như vậy chúng ta chỉ có diệt vong, chính các ngươi nghĩ rõ ràng. Vì sao muốn gia nhập đông phương khu vực? Bởi vì ta chính là đông phương khu vực, đương nhiên sau này tên không gọi cái này, gọi Long Quốc, chủ tướng vẫn là hiện tại đông phương khu vực chủ tướng, hắn toàn quyền đại biểu ta chỉ phụ trách bảo vệ viên tinh cầu thuộc về chúng ta này, tìm thư quyển ocean com cho nên các ngươi nghĩ kỹ chưa? Hoang sa khu vực chủ tướng. Ta nguyện ý gia nhập, phải nói là biến thành một đại gia đình, hơn nữa. Đông phương khu vực vẫn mang chúng ta không kém, chúng ta đương nhiên gia nhập, còn có vị tiểu huynh đệ này nói không sai, thực lực của hắn cũng có tư cách nói những lời này. Kế tiếp các khu vực khác đều thương nghị xong, có hải tế, vụ sâm, băng lẫm, diễm phong, anh Đảo cũng nhất trí đồng ý, chủ tướng khu vực lướt địa hừ một tiếng xoay người rời đi, đi tới đại sảnh xoay người nói. Chúng ta cũng nguyện ý, hy vọng tiểu tử ngươi có thể nói được làm được, chúng ta cùng nhau bảo vệ tinh cầu của chúng ta. Có người đứng dậy nhìn về phía Tôn Linh Thiên Hô. Tôn Linh Thiên hy vọng ngươi nói được làm được, mà không phải đúng như chủ tướng khu vực nói, để người ngoài hành tinh cùng nhau xâm lược tinh cầu chúng ta. Tôn Linh Thiên ta cam đoan với mọi người, tôn linh thiên ta tuyệt đối không phải loại người phản bội, nếu có phản bội, vĩnh viễn không được siêu sinh. Chủ tướng khu vực Hoang Sa đứng dậy hô. Cùng nhau bảo vệ tinh cầu của chúng ta, chúng ta tin tưởng linh long của ngươi. Đều đứng dậy nói những lời này. Tôn linh thiên nhìn về phía bọn họ, sau đó bay đến giữa đại sảnh nói. Những kiến trúc bị chúng ta hủy diệt kia, ta đều sẽ lấy huyễn khải đổi lấy tổn thất chính là những người ngoài hành tinh kia mặc áo giáp, ta hiện tại không nhiều lắm, mỗi khu vực đều sẽ cho 20 bộ, nhớ kỹ, hy vọng các ngươi đều có thể chọn ra 20 người mạnh nhất, phải đến khu vực phía đông, ta sẽ đặt huấn bọn họ. Tôn Linh Thiên ảo ra huyển khải Linh Long, đem 160 bộ huyển khải, phân cho 8 khu vực phòng ngự tướng lĩnh trước mặt, nói. Các ngươi mỗi khu vực đều phái ra đứng đầu nhất 20 người, phải đến đông phương khu vực, ngay tại đông phương khu vực, đệ nhất tướng lĩnh quân đội đóng quân, ta đem ở đó cho bọn hắn đặt húng. Tôn Linh Thiên hít sâu một hơi nói. Về sau tinh cầu này gọi là Lam Linh Tinh, tám mảnh khu vực thống nhất lại gọi là Long Quốc. Chương 9 Trở nên mạnh mẽ Công pháp tu luyện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, tôi về trước đây. Nhìn về phía đông khu vực chủ tướng gật gật đầu, nói, kế tiếp giao cho ngài. Tôn Linh Thiên từ cửa đại sảnh bay ra ngoài, bay về phía chỗ ở, tâm niệm khẽ động, thông báo cho Tuyết Vũ Tiêu bọn họ trở về nơi ở. Khi Tôn Linh Thiên về đến nhà, đứng trên sân thượng nhìn lên bầu trời, huyễn khải tản đi, nói. Mức độ nguy hiểm của tinh vực giới rất cao, chỉ có thể trở nên càng mạnh hơn, sau này ta cũng không thể ở đây mãi, ta còn có chuyện khác phải làm, cũng phải mở rộng thế lực mới có thể bảo đảm an toàn cho tinh cầu. Một lát sau tuyết vũ tiêu bọn họ đã trở lại. Tôn Linh Thiên nhìn về phía bọn họ bay tới, hắn nhớ tới tuyết vũ tiêu cũng là tu lôi, như vậy ta có thể cùng hắn học tập lẫn nhau a à? Đám người tuyết vũ tiêu rơi xuống phía trước Tôn Linh Thiên, tuyết vũ tiêu nói. Thế nào, chúng ta làm có thể chứ? Tôn Linh Thiên Có thể, rất tốt, về sau thủ thế của chúng ta, chính là tay phải chù y ngực trái phía trên vị trí, chù y một chút là tốt rồi về sau quân đoàn chúng ta mở rộng, đối lập chính mình cao một cấp cũng là như vậy, dù sao chính là như vậy thủ thế. Tuyết Vũ Tiêu Được Các ngươi nghe thấy không? Các chiến sĩ tay phải nện ngực trái kiên định nói Chúng ta biết rồi Sau này đây là thủ thế của chúng ta Tuyết Vũ Tiêu Vậy sau này chúng ta gọi là quân đoàn gì? Tôn Linh Thiên suy nghĩ một chút rồi nói Ừ, gọi là nghĩa linh quân đoàn Tuyết Vũ Tiêu Nghĩa Linh Quân Đoàn Vì sao cái tên này có ý nghĩa gì sao? Tôn Linh Thiên Ta chỉ biết quân đoàn chúng ta chỉ nói một chữ, đó chính là nghĩa, nghĩa khí, trung nghĩa, chúng ta là huynh đệ, là đồng bọn, là tỷ muội, là người một nhà. Tuyết Vũ Tiêu Được, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng hàm nghĩa quả thật rất tốt, vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Một tên chiến sĩ trong đó nói Đúng vậy. Lão đại, chúng ta tiếp theo làm gì? Cái này gọi là Cũng không tệ lắm, chúng ta tiếp theo chính là huấn luyện, chúng ta phải đều muốn tăng lên một cấp bậc thực lực, ta phải đạt tới phá tinh sĩ, các ngươi cũng phải ít nhất tăng lên một cấp bậc. Tuyết Vũ tiêu cùng các huynh đệ làm thủ thế nghĩa linh quân đoàn nói: "Được, nhất định tăng lên một tầng." Tôn Linh Thiên: "Đi, chúng ta vào Linh Thiên." sau khi tiến vào linh thiên nhìn về phía tuyết vũ tiêu còn có các huynh đệ nói ta cho các ngươi xem một bộ tu luyện pháp đây là ta ở trên phi thuyền hắc long tìm được phỏng chừng bọn họ cũng là từ nơi nào cướp đoạt được chính là bản khí toàn tiến thăng pháp này trong lòng ngực xuất hiện khí xoáy lấy năng lực thiên phú tu luyện cá nhân thay đổi tốc độ tu hành biến hóa thiên phú càng mạnh công pháp này tăng lên năng lực bản thân càng nhanh thiên phú tu luyện thấp nhất cũng có thể tăng lên một lần, thiên phú tu luyện cao nhất, tăng lên 10 lần. Sau đó tôn linh thiên triển lãm cho bọn họ nguyên bản, sau khi bọn họ nhớ kỹ, cũng liền thu hồi phương pháp này, tôn linh thiên nhìn về phía bọn họ, trong lòng nghĩ. Chờ chúng ta đều tăng lên một cấp bậc, nên đi tìm nguyên. Nguyên mới là mấu chốt tăng lên năng lực chỉnh thể của chúng ta, sau đó lấy nguyên bản thân, đi tu luyện công pháp, thực lực sẽ càng cường đại, Tôn Linh Thiên bắt đầu vận chuyển phương pháp tu luyện tự thân có, chính là linh khí cùng long khí. Đúng lúc này, đám người Tôn Linh Thiên tu luyện. 5 giờ, Tôn Linh Thiên cảm giác được cách đột phá còn kém một cơ hội. Vừa vặn bọn hắn cũng từng cái tỉnh lại, đều rất mừng rỡ, tối thiểu đều thăng một sao, mỗi lần đột phá nhất định phải đạt tới cửu cấp đỉnh phong. Tôn Linh Thiên, ta chỉ thiếu một cơ hội là có thể đột phá đến phá tinh sĩ các ngươi cũng đều kém không nhiều thăng một tinh đi. các huynh đệ đều nói. từ đúng vậy. tuyết vũ tiêu. ta tăng lên hai sao, bởi vì chiến đấu đầu tiên ở lôi vực đã sớm có cơ hội có thể tăng lên một sao. cho nên hiện tại có thể tăng lên hai sao. quả nhiên là công pháp tốt. tôn linh thiên. về sau cấp bậc càng cao thăng cấp càng chậm, từ từ sẽ đến. cấp bậc không vội, quan trọng nhất là nguyên cùng công pháp trên lệch hai thứ này chênh lệch lớn. Tôn Linh Thiên nhìn về phía tuyết vũ tiêu. Ngươi dĩ nhiên đã có lôi nguyên, ta vừa vặn cũng có lôi nguyên, chính là không có lôi nguyên, nhưng là bởi vì ta phân thân thể, cho nên ta có thể dùng lôi điện cùng hỏa diễm, ngươi hẳn là nhìn ra ta là ai. Tuyết vũ tiêu. Đúng vậy, ngươi chính là nhân vật trong truyền thuyết của tinh vực giới, Linh Long, phải không? Tôn Linh Thiên. Không sai, ta chính là Linh Long, bởi vì ta lúc trước một cái công pháp cho nên ta hiện tại thực lực các ngươi còn nguyện ý theo ta sao tuyết vũ tiêu ngươi cũng không phải là thần sát lục gì ngươi là vì bảo vệ người tinh vực coi như là quái vật cũng có tốt ngươi cũng sẽ đi bảo vệ chúng ta đương nhiên nguyện ý với ngươi ngươi đã nói nghĩa khí chúng ta là huynh đệ các chiến sĩ dùng thủ thế nghĩa linh quân đoàn chúng ta nghe lôi chủ của chúng ta nói qua bộ dáng chân chính của ngươi chúng ta đương nhiên nguyện ý đi theo lão đại ngài, chúng ta tin tưởng ngươi, tự như Vũ Tiêu Tỷ nói, nghĩa khí, chúng ta là huynh đệ. Tôn Linh Thiên vui vẻ nói. Ân, vĩnh viễn huynh đệ. Tôn Linh Thiên trân trọng nhìn về phía tuyết Vũ Tiêu. Ngươi nguyện ý học lôi công pháp của đối phương sao? Để cho thực lực của chúng ta càng mạnh, như thế nào? Tuyết Vũ Tiêu. Ta nguyện ý, đương nhiên có thể có thể làm cho thực lực của chúng ta càng thêm cường đại đương nhiên tốt sau này ta trở lại lôi vực cũng có thể đại sát tứ phương không sợ thế lực ma tộc kia nhất định giúp bọn họ báo thù phụ thân ta tuyết ngọc hà biết là cùng linh long học hỏi lẫn nhau khẳng định cũng nguyện ý vậy chúng ta bây giờ bắt đầu sao chúng ta phải trở nên mạnh mẽ mới được chúng ta phải trở lại lôi vực ta có dự cảm vẫn có phần lớn người còn sống tuyết vũ tiêu từ ta cũng nghĩ như vậy, công pháp ta học là thú lôi thiên quan, tổng cộng 6 tầng. Sau đó tuyết vũ tiêu giới thiệu thú lôi thiên quan công pháp. Một tầng có thể hóa ra lôi phù, sau lưng xuất hiện lôi phù trận, lôi điện cường hóa gấp 10 lần. Lôi điện tầng 2 cuốn thân, tới gần có lôi điện ngăn cản. Lôi trận tầng 3, phía trên đỉnh đầu xuất hiện lôi trận, liên tục cho bản thân lôi điện, là thực lực của mình tăng lên 6 lần. Bốn tầng lôi tóc, tăng lên tốc độ bản thân, lực công kích lôi điện cường đại gấp 10 lần. Năm tầng lôi thú dung thể, nhìn bản thân thú thể là cái gì, tìm thư quyển www com là có thể sử dụng thú thể năng lực, còn có tăng lên bản thể lôi điện lực gấp 10 lần. Lục tầng huyễn hóa ra lôi thú, tự thân cũng có năm tầng hiệu quả, lôi thú thực lực cùng chính mình giống nhau, lôi thú năng lực, dùng chính là thú thể năng lực của mình cùng lôi điện. Tôn Linh Thiên cũng không tệ lắm a à, của ta chính là vạn lý lôi đình cũng đồng ý nói cho tuyết vũ tiêu này công pháp tầng sáu năng lực cứ như vậy bọn họ truyền thụ cho nhau công pháp cuối cùng đều nhớ kỹ công pháp bí quyết bắt đầu tu luyện tôn linh thiên nhìn về phía các huynh đệ các ngươi hiện tại tu không được cái gì chờ chúng ta đều tăng lên một cấp bậc chúng ta liền đi tìm nguyên thiên kỳ đứng ra nói không sao chúng ta luyện thể khí thực lực cũng không kém thể khí chính là tinh vực giới mỗi cái sinh mệnh đều có, cũng gọi tinh khí, có vài người chỉ có thể tu khí, cho dù có nguyên thạch, cũng là dung hợp không được. Tôn Linh Thiên Ta nơi này vừa vặn có khí võ công pháp, khí thể trọng phá, các ngươi cầm đi luyện đi. Khí thể trùng phá, tổng cộng ba tầng, thích hợp chỉ có thể tu khí giả tu luyện. Một tầng khí hóa, có thể đem vũ khí hóa lớn, tự thân dung hợp thú thể, có thể dùng khí hóa ra thú thể khí tâm tầng 2, cường hóa toàn bộ bản thân, tăng lên gấp 10 lần. Ba tầng khí huyển, nhưng đơn giản hơn tự mình sáng tạo khí chi chiêu thức, chiêu thức uy năng quyết định bởi thực lực bản thân, so với thực lực bản thân uy năng mạnh gấp 5 lần. Các huynh đệ đều nhìn về phía tôn linh thiên kiên định nói. Chúng ta thề sống chết đi theo lão đại. Tôn linh thiên. Được. Thề chết làm huynh đệ. Chúng ta mau tu luyện đi. Trở nên càng mạnh hơn, mới có thể trở về quê hương của các ngươi. Cố lên. Các huynh đệ, cứ như vậy mỗi người đều tu luyện công pháp, bất tri bất giác, cách Tôn Linh Thiên chỗ này phiến tinh vực, cách năm cái tinh vực kia phiến tinh vực, có một toàn thân giống như tinh không bộ dáng thật lớn nhân thể, công kích phiến tinh vực kia. Chương 10. Huấn luyện. Nguyên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, đám người tôn linh thiên cứ như vậy luyện công pháp một ngày, chờ tôn linh thiên đói bụng. Mới nhìn thời gian. À, mới một giờ sao. Không thể nào. Lại nhìn ngày, thì ra đã là ngày hôm sau. Bọn họ luyện công pháp đều là tách ra luyện, tôn linh thiên phân phối, khi tôn linh thiên đi ra ngoài định mua chút đồ ăn, điện thoại di động vang lên, là băng tâm ngưng gọi điện thoại. Tôn Linh Thiên nhìn một chút trực tiếp nhận máy. Tôn Linh Thiên. Này! Làm sao vậy? Băng tâm ngưng. Đều đã sàng lọc xong. Bảy cái khu vực khác nhân viên chuẩn bị xuất phát đến. Tôn Linh Thiên. Chờ tôi ăn cơm xong sẽ tới. Băng tâm ngưng. Anh trực tiếp tới đi. Em đi chuẩn bị thức ăn. Tới trực tiếp ăn là được rồi. Tôn Linh Thiên. Cũng được. Mười phút nữa là tới. Băng tâm ngưng. Được. Vậy cứ như vậy đi. Tôn Linh Thiên. Từ Tôn Linh Thiên lại tiến vào, nhìn về phía tuyết vũ tiêu bọn họ. Ta chuẩn bị đi khu vực lãnh địa, các ngươi nghỉ ngơi một chút, đến liền chuẩn bị ăn cơm. Tuyết vũ tiêu. Được. Không có việc gì, ta đang tìm hiểu một chút công pháp. Tôn Linh Thiên ra Linh Thiên, sau đó huyển ra Linh Long áo gió, đeo lên mặt nạ, nhìn về phía lãnh địa vị trí vọt thẳng tới, tốc độ đã một giây 5 km. Cứ như vậy vài phút sau đi tới, nơi đóng quân của đệ nhất tướng lĩnh quân đội. Khi tôn linh thiên rơi vào trung tâm, mặt hướng chính là lầu chính, băng tâm ngưng cảm giác được có người, lập tức đi ra thấy được tôn linh thiên, mà người xung quanh nhìn về phía tôn linh thiên, đều rõ ràng đây chính là linh long uy thị của một người kia, đều rất sùng bái nhìn về phía tôn linh thiên. Tôn Linh Thiên thấy băng tâm ngưng đi ra, nói Ăn cơm ở đâu? Đói bụng. Băng tâm ngẫm nghĩ, đây cũng quá khờ. Trong lòng nghĩ xong nói. Ngươi đói như vậy sao? Ở bên trong, vừa vặn là cơm trưa, cũng chính là thức ăn hàng ngày của quân đội. Tôn Linh Thiên. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ ở đây, ta vốn định gặp đệ nhất tướng lĩnh trước, tìm hiểu một chút. Băng tâm ngưng. Ta là nữ tướng lĩnh đầu tiên của đông phương khu vực, bọn họ đều gọi ta là băng sương tướng lĩnh tôn linh thiên. Ngươi chính là đệ nhất tướng lĩnh. Băng tâm ngưng. Đúng vậy, không nghĩ tới sao. Tôn linh thiên. Quả thật ngoài ý muốn. Lúc này trò chuyện trò chuyện, đã đi tới văn phòng tướng lĩnh băng tâm ngưng. Tôn Linh Thiên nhìn thấy là văn phòng tướng lĩnh, ngây ngẩn cả người. Tôn Linh Thiên. Anh xác định. Văn phòng của anh. Băng tâm ngưng. Đúng vậy em cũng không thể để anh vào trong nhà ăn được. tôn linh thiên, ta còn có mười mấy người a. À? công kích những khu vực khác chiến sĩ, còn có cái kia nữ, nghĩ tới bọn họ khẳng định cũng muốn ăn, cho nên ta chuẩn bị mười lăm cái phần, đủ ăn rồi. tôn linh thiên, khụ khụ, chúng ta một ngày không ăn cơm. băng tâm ngưng mở cửa nhìn về phía tôn linh thiên. a, à, vậy các ngươi làm gì vậy? một ngày không ăn cơm tôn linh thiên hổ thẹn nói ta cũng không phải cái xứng chức lão đại a à, chỉ lo làm cho bọn họ mạnh lên đều đã quên ăn cơm cho nên bọn họ đi vào phòng làm việc băng tâm ngưng nói anh cũng không cần gấp từ từ sẽ đến thôi tôn linh thiên tay phải nâng lên tin không động mở ra tâm niệm khẽ động nói tuyết vũ tiêu các ngươi đi ra đi đến nơi rồi tuyết vũ tiêu bọn họ từng người đi ra không phải phòng làm việc của băng tâm ngưng đủ lớn nếu không thật đứng không nổi dù sao cũng đặt một cái bàn lớn để thức ăn nếu không vẫn là không gian rất lớn sau đó đều ngồi xuống tôn linh thiên cũng ngồi xuống nhìn băng tâm ngưng em không ngồi xuống ăn sao băng tâm ngưng nhìn thấy chỉ còn lại tôn linh thiên bên cạnh vị trí nhìn về phía tuyết vũ tiêu phát hiện tuyết vũ tiêu thật sự rất đẹp sau đó nói ngồi ở đây sao tôn linh thiên ân Ngươi là quân nhân a, à, so với ta còn ước thúc nhiều như vậy a, à, không nên đâu. Nữ tướng lĩnh trong truyền thuyết a, à, uy phong lẫm liệt a, à, kỳ thật ta vẫn là nghe qua. Băng tâm ngưng. Từ, được rồi. Cứ như vậy bọn họ cơm nước xong, tôn linh thiên thấy các huynh đệ chuẩn bị đứng dậy, nhưng không có ý định cầm. đủ cùng để còn có bác của mình, tôn linh thiên nói. Bác cùng đũa tự mình dùng tự mình rửa, để mỗi người lấy một chút đi rửa tự như mình tu luyện công pháp, là vì mình mà tu, vậy đồ mình dùng, vậy thì tự mình thu thập. Băng tâm ngưng. Không có việc gì, ta gọi người đến thu dọn. Tôn linh thiên. Không cần, chúng ta tuy rằng không phải quân nhân, nhưng cũng là ta tôn linh thiên người, nhất định phải có quy củ cùng lễ nghĩa, cho nên căng tin ở đâu. Băng tâm ngưng. Ra khỏi tòa nhà này, nhìn bên trái là được. Cũng không thể các huynh đệ, bọn họ bên kia đương phòng ngự bộ đội, ăn xong liền để ở đó, tự có người thu thập, các huynh đệ cũng không có gì oán hận, bởi vì cảm thấy Tôn Linh Thiên nói không sai. Tuyết Vũ Tiêu cảm thấy cũng không có vấn đề gì, dù sao Tuyết Vũ Tiêu ở lôi vực cũng đều là tự mình tắm, cứ như vậy chờ bọn họ đi ra ngoài, sẽ cảm giác một loại lực uy hiếp, khí tràn cường đại. Sau khi tất cả đều chuẩn bị xong, chính trị viên băng tâm ngưng đến nói cho băng tâm ngưng biết, Nhân viên tuyển chọn ở các khu vực khác đã đến đông đủ. Băng Tâm ngưng nhìn về phía Tôn Linh Thiên. Chúng ta đi thôi. Tôn Linh Thiên. Tốt. Xoay người nhìn về phía các huynh đệ, chúng ta bây giờ muốn đi huấn luyện những nhân viên đã chọn tốt kia, ta sẽ không dạy người, Tuyết Vũ tiêu đầu trước nói cho ta biết, các ngươi cũng có tu thể hệ thống huấn luyện, các ngươi liền đem các ngươi học, bọn hắn có thể học thành đều dạy cho bọn hắn bởi vì ta về sau còn muốn chọn thế thực lực mạnh, gia nhập quân đoàn của ta, như vậy chúng ta có thể càng thêm cường đại, chúng ta cũng tốt đi lôi vực. Tuyết Vũ Tiêu cùng các huynh để dùng thủ thế nghĩa linh quân đoàn nói. Vâng. Lão đại. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực dạy bọn họ, nguyện bọn họ sau này cũng có thể gia nhập nghĩa linh quân đoàn. Tôn Linh Thiên. Được. Chúng ta đi. Khi đám người Tôn Linh Thiên đến nơi tập hợp, người của tám khu vực lớn đều đã đứng vững. Tôn linh thiên lớn tiếng hô. Không cần phân khu vực đứng, đều đứng cùng một chỗ, chúng ta về sau đều là người một nhà, chỉ có một quốc gia, đó chính là Long Quốc, chúng ta về sau đều là muốn cùng nhau bảo vệ, viên này thuộc về gia viên chúng ta tinh cầu. Sau đó 160 người kia đứng cùng một chỗ, đặt song song chỉnh tề, Tôn Linh Thiên nhìn về phía bọn họ gật gật đầu. Tôn Linh Thiên các ngươi đều là tám đại khu vực này, các khu vực trước hai mươi cường giả kế tiếp không phải ta huấn luyện các ngươi, ta chỉ là làm sàng lọc cuối cùng. huấn luyện các ngươi chính là phía sau ta cái này mười bốn người, bọn họ đều là những tinh vực khác người, bọn họ là bị những tinh vực kia bên trong tà ác thế lực, cũng chính là đám kia cùng hung cực ác người cùng quái vật để cho bọn họ rời khỏi quê hương, ta cứu bọn họ, bọn họ hiện tại đi theo ta, chúng ta về sau trở nên mạnh mẽ tám đại khu vực sàng lọc toàn bộ người, hô. Chúng ta muốn trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ. Bảo vệ gia viên của chúng ta. Tôn Linh Thiên. Không sai, vậy kế tiếp liền do bọn họ tới huấn luyện các ngươi. Quay đầu nhìn về phía tuyết vũ tiêu bọn họ, các ngươi huấn luyện bọn họ đi. Tuyết vũ tiêu. Được. Các huynh đệ, chúng ta bắt đầu giúp đồng bọn sau này các huynh đệ tốt tôn linh thiên gọi băng tâm ngưng cùng nhau đi về phía lều cách đây mấy trăm mét tiến vào lều nhìn về phía băng tâm ngưng ngươi có biết có loại địa phương rất kỳ quái này hay không ví dụ như sự kiện biến mất trong nháy mắt sau đó các ngươi điều tra không ra tại sao không ta có việc gấp xin mau nói cho ta biết băng tâm ngưng có có vài chỗ tôi đưa tư liệu cho anh anh tự xem đi nhưng đều là tài liệu giấy, sợ khu vực khác xâm nhập hệ thống trọng cấp, tôi lấy cho anh. Tôn Linh Thiên. Được. Cảm ơn. Tôn Linh Thiên hỏi Linh Nhi. Ngươi không phải nói chỉ có một chỗ sao? Linh Nhi từ Linh Thiên bay ra nhìn về phía Tôn Linh Thiên. Ta chỉ có thể cảm giác được một chỗ, chỗ đó ta cảm giác được cực kỳ rét lạnh, có thể là băng, ta cũng không xác định, có phải thuần nguyên hay không, không phải thuần nguyên cũng rất cường đại tôn linh thiên. Như vậy sao? Có thể, hiểu rồi. Cứ như vậy mười mấy phút sau băng tâm ngưng trở lại. Băng tâm ngưng. Tìm được rồi. Ngươi tự mình nhìn xem, tổng cộng có tám chỗ, đây vẫn chỉ là ở khu vực phương đông. Tìm thư uyển v đúc v đúc v đúc. Giao su sinh chấm công tôn linh thiên nghi hoặc nhìn về phía băng tâm ngưng. Chỉ là ở khu vực phía đông thì có tám nơi. Băng tâm ngưng. Ừ, không sai, những khu vực khác ngoại trừ hoang sa có một chỗ, những khu vực khác đều có hai chỗ. Tôn Linh Thiên gật gật đầu, đem tám văn kiện cùng hình ảnh đặt ở trên bàn, ý niệm hỏi Linh Nhi. Ngươi có thể nhìn ra là chỗ nào không? Ý niệm cho Tôn Linh Thiên. Những hình ảnh này khiến tôi cảm thấy có khả năng nhất chính là tuyết lẫm chi phong. Tôn Linh Thiên. Tuyết lẫm chi phong, rất có thể, có thể nói đại khái cho ta một chút không? băng tâm ngưng. Đương nhiên có thể, lúc đó ta nhớ là quân đội vận chuyển thức ăn cho cư dân chung quanh Tuyết Lẫm Phong, nhưng không hiểu sao lại mất liên lạc. Tổng cộng 10 chiếc xe, 20 quân nhân, lúc đó chúng ta tìm khắp nơi, ngay cả Tuyết Nhai cũng tìm không được, cuối cùng quân nhân xếp hàng tìm người cũng ít đi mấy chục người, cứ như vậy chúng ta cảm thấy sợ hãi, cuối cùng liền phong tỏa tin tức này, cuối cùng xe vận chuyển thức ăn không bao giờ biến mất nữa nhưng người và quân nhân ở nơi đó vẫn sẽ biến mất tôn linh thiên vậy nơi đó đã không có người ở rồi sao dù sao cũng đáng sợ như vậy chúng ta khuyên không nổi bọn họ cũng căn bản không muốn đi chúng ta cũng không có cách nào chúng ta vẫn luôn lo lắng cho nên quân nhân phái tới đều là nhảy dù rơi đồ ăn chúng ta sẽ không vận chuyển nữa dù sao trước kia không có khoa học kỹ thuật hiện tại mà tôn linh thiên cũng đúng xem ra ta phải đi nơi đó. Ngươi muốn đi nơi đó, không được, nơi đó rất nguy hiểm, ngươi đi rồi. Tôn Linh Thiên trịnh trọng nhìn về phía băng tâm ngưng nói. Ta muốn đi tìm nguyên, chỉ có nguyên mới có thể làm cho chúng ta càng thêm cường đại. Băng tâm ngưng. Nguyên. Tôn Linh Thiên. Đúng vậy. Chính là nguồn.